Tiểu đỉnh quay tròn một trận, linh quang đại phóng, hình thể phóng to thành cự đỉnh lớn hơn một trường. Ngón tay hàn lập nhẹ nhàng điểm nhẹ về phía đỉnh một cái, nhất thời từ trong tiểu đỉnh bắn ra một đạo lam quang, sau đó nhanh chóng mở rộng. Tiếng lách cách vang lên, lam quang hiện lên trên tay, mặt đất bị đóng băng một tầng lam băng trong suốt thật dày. Đó dĩ nhiên chính là kiền lam băng diễm, mà tiểu đỉnh kia chính là linh bảo phỏng chế của thổ dân thiên lan thảo nguyên, càn lam đỉnh. Vốn loại đỉnh này có hai cái, đều nằm trong tay Hàn Lập, giờ phút này Lam Quang bay ra đến đâu, thì tất cả hồng vụ đều tránh lùi xa đến đấy. Trong nháy mắt, sương mù trên ngọn núi lửa đều bị đánh giạt ra ngoài. Hàn Lập thấy vậy, khóe miệng mỉm cười, một tay hướng cự đỉnh chỉ một cái, đỉnh này liền nhẹ nhàng bay ra rồi dừng lại phía trước tế đàn. Mà trong tay Hàn Lập không biết từ khi nào xuất hiện pháp bàn màu lam, mấy đạo pháp quyết bay nhanh đến đánh vào pháp bàn, phụ cận tế đàn bỗng nhiên truyền đến một trận sấm rền. Một cái pháp trận hiện ra lấy trung tâm là tế đàn, ở trên tế đàn, các loại linh quang đủ màu sắc chấp động không ngừng. Cự đỉnh cùng tế đàn dường như dung hợp thành một thể, mà trong đỉnh, kiền lam băng diễm dường như vô cùng vô tận phun ra lam quang không ngừng. Lam băng trải rộng toàn bộ miệng núi lửa, lúc này, sắc mặt hàn lập ngưng trọng, tay điểm trên trận bàn lia lia, đột nhiên trong pháp trận truyền ra tiếng nổ vang thật lớn, hơn 10 lam sắc quang trụ từ trong miệng núi lửa phóng lên cao, hóa thánh một nhà lao thật lớn, đem không gian phụ cận hoàn toàn khép kín, mỗi cột sáng đều cao khoảng 10 trượng, khí thế đặc biệt kinh người. Chương 1245, hỏa tinh xuất hiện. Tay áo Hàn Lập lại run lên, một tiểu đỉnh màu lam khác đồng dạng bắn ra một trận sương mù, sau đó thần niệm thúc dục, vũ khí liền hướng không trung phía trên pháp trận bay đi, bay đến hơn 20 trượng phía trên mới trôi nổi bất động. Ngân quang chợt lóe, tiểu đỉnh hiện ra phía trên nhân hình khôi lỗi rồi lặng yên bất động tại đó. Hàn Lập gật đầu, đột nhiên vỗ vào túi linh thú bên hông, một cỗ hàn khí từ trong túi cuộn ra, sau đó hóa thành 12 con rết lớn vài thước, trên lưng có bốn cánh. Chính là 12 con lục rực xương công, mấy con ngô công này vừa hiện ra lập tức phun hàn khí, một cỗ bạch vụ tràn ngập lên không trung che giấu thân hình chúng, sau đó hàn vụ chuyển động một chút, liền chia nhau ra ẩn nấp tại các góc của cái lồng. Sau khi hoàn tất quá trình bố trí, thân sắc hàn lập mới buông lỏng. Nhưng hắn vẫn không dám làm qua loa, cẩn thận kiểm tra lại pháp trận một lượt, xác nhận hết thảy đều bình thường mới đứng tại một nơi trong pháp trận, Hai tay bấm quyết niệm thần chú, bỗng nhiên quanh thân tỏa ra một tầng tử sắc quang diễm, thân hình hắn dường như hư ảo, chậm rãi chìm vào bên trong, nháy mắt đã không thấy đâu. Trong quang lung chỉ còn lại tiểu đỉnh cùng con rối đang đang đứng bất động trong làn sương trắng nhẹ nhàng lay động. Mà cách đó chừng 10 trượng, thân hình Hàn Lập đang chìm vào trong một mảnh dung nham đỏ đậm. Để có thể đi vào trong vùng cực nhiệt của miệng núi lửa, dưới sự bảo vệ của tử la cực hỏa, Hàn Lập không cảm giác được chút khác thường nào. Nhưng khi hàn khí cùng nhiệt khí đan xen vào nhau thì không ngừng vang lên từng loạt tiếng sấm trầm đục, làm cho người ta nghe thấy thì có chút phiền lòng. Hàn Lập cũng không phải không nghĩ đến việc dùng Hỏa Long trụ bảo vệ phía trước nhưng với tình cảnh hiện nay, vòng bảo hộ hỏa thuộc tính tuy rất dễ dung hợp cùng dung nham nhưng ở hoàn cảnh cực nhiệt như thế này thì việc khống chế vòng bảo hộ cực kỳ hao phí pháp lực, tiêu hao hơn nhiều so với Tử La cực hỏa, nếu không vì Thái Dương tinh hỏa thì Hàn Lập cũng sẽ không làm như vậy. Có điều hắn ở trong dung nham cho dù đem thần niệm mở ra hết cỡ thì cũng chỉ cảm ứng được phạm vi so với khi ở trên mặt đất, không quá trăm trượng xung quanh. Hàn Lập phát hiện ra vấn đề này, không khỏi thở dài. Trách không được Hàn Ly Thượng Nhân dù biết rõ Thái Dương tinh hỏa ở nơi này, nhiều năm như vậy, lại không thể thành công, cuối cùng cũng đành buông xuôi ý nghĩ bắt giữ tinh hỏa này. Trong hoàn cảnh này, cho dù là một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ muốn dễ dàng cua một cái là bắt được một cái Thái Dương tinh hỏa đầy đủ linh tính thì đúng là có chút thiếu thực tế, có lẽ chỉ tu sĩ hóa thần kỳ ra tay mới có thể có khả năng như vậy. Cho dù hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng việc có thành công hay không thì cũng khó nói trước. Hàn lập vỗ mạnh một cái vào thái âm hỏa điều đang đứng bất động trên đầu vai. Hỏa điều này liền mở hai cánh bay khỏi vòng bảo hộ màu tím, chui vào trong dung nham không thấy bóng dáng. Toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng, tựa như không để ý đến dòng dung nham cực nóng, cũng không gặp trở ngại nào. Hàn lập thấy, đầu tiên không biết nói gì, lập tức lại mừng thầm trong lòng thái âm chân hỏa này rõ ràng là vật trí âm gặp phải dung nham cũng không trở ngại gì xem ra loại hỏa mà được xưng danh là một trong tam đại chân linh chi hỏa khẳng định có chỗ huyền diệu mà hắn không biết rõ về sau mà có cơ hội thì nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một phen thái âm chân hỏa cùng thái dương tinh hỏa vốn một cái sinh ra từ trong cực nóng âm dương hấp dẫn lẫn nhau chỉ cần thái dương tinh hỏa đang ở vùng phụ cận thì nhất định sẽ bị hấp dẫn mà tìm đến hắn liền nhìn phía dưới rồi đi tới trong lòng cân nhắc một lượt, Hàn Lập liền thông qua tâm thần liên hệ với hỏa điểu đang ở gần đó, lấy miệng núi lửa làm trung tâm, bắt đầu bay khắp nơi xung quanh miệng núi lửa. Vài ngày sau, Hàn Lập gần như đã đem phạm vi mấy ngàn dặm dưới mặt đất đều tìm qua một lượt, đặc biệt là những vị trí mà Hàn Ly thượng nhân đã từng phát hiện ra tung tích tinh hỏa, một tất đều không buông tha. Nhưng làm cho hắn thất vọng chính là không hề phát hiện được chút tung tích của Thái Dương tinh hỏa nào. Hắn cảm thấy đau đầu chỉ có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm ra, thế nhưng Thái Dương tinh hỏa kia dường như chưa từng tồn tại, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Một tháng sau, Hàn Lập đang ở cách điểm ban đầu mấy vạn trượng tìm kiếm, tuy trên mặt không biểu thị gì nhưng trong lòng thực sự cảm thấy lo âu. Mặc cho mỗi ngày đều không ngừng khổ công tìm kiếm trong dung nham, hai mắt đã đỏ đậm, thần niệm phải toàn lực quét qua vùng phụ cận làm cho pháp lực tổn hao rất nhiều, chỉ sợ không thể nhẫn nại được nữa. Ngay khi Hàn Lập đang cân nhắc có nên quay trở lên mặt rất khôi phục linh lực hay không, đột nhiên biến sắc hai mắt bắn tinh quang ra bốn phía trên mặt hiện ra sự sợ hãi lẫn vui mừng hắn không nói lời thừa mà vỗ vào túi chữ vật ngay tức khắc khắc sắc tiểu bình chứ ngũ tử đồng tâm ma liền bay ra ngoài giữa dòng dung nham thả ra ngũ ma ngũ ma tuy rằng ở trong dung nham cảm thấy không thoải mái nhưng với ma khí màu trắng quấn quanh thân hình cũng không cảm thấy nơi này quá nóng hàn lập trong miệng lẩm bẩm vài câu ngũ ma liền hóa thành hình dáng quỷ đầu xoay người bắn nhanh vào dòng dung nham Tay áo Hàn Lập run lên, hơn 10 cây hỏa long trụ hiện ra, tỏa ra màn hào quang đỏ đậm bảo vệ quanh thân, liền nhoáng lên một cái, cuối cùng dần dần mơ hồ đi, hòa nhập vào trong dòng dung nham nóng chảy, biến mất không thấy. Kể từ đó, không gian ngoại trừ những sóng lưu động ngẫu nhiên ra thì trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ sau thời gian uống một chén trà, một đạo xích quang mang chợt lóe lên, thái âm hỏa điều được xích quang bao bọc liền lao ra, biến mất vào một góc khác của dung nham. Gần như cùng lúc đó, vùng dung nham gần đó đột nhiên quay cuồng một lúc, nhiệt độ chợt tăng lên gấp đôi, đồng dạng ngân quang lóe sáng, tựa hồ như có cái gì đó lướt qua đuổi sát theo thái âm hỏa điều. Sau khi ngân quang biến mất, vùng dung nham xung quanh liền khôi phục lại như ban đầu, nhưng nhiệt độ cực nóng lại không giảm xuống. Mà liền sau đó hồng quang lóe lên một cái, hàn lập từ trong vòng bảo hộ ở gần đấy hiện ra, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng nhìn hướng ngân quang biến mất, không nói gì mà chỉ hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Cứ như vậy, ba người toàn lực truy đuổi, khoảng cách mấy vạn đạm chỉ tốn nửa canh giờ phi đột, đã tới khu vực phụ cận miệng núi lửa mà Hàn Lập bày ra pháp trận lúc trước. Nhưng đúng lúc này thì phiền toái lại xuất hiện, thái âm hỏa điều mặc dù trong dung nham không chịu nhiều ảnh hưởng, rất linh hoạt nhưng so với đoàn ngân quang phía sau thì tốc độ rõ ràng kém một bậc, trải qua một khoảng thời gian truy đuổi, chỉ còn cách miệng núi lửa hơn 10 trượng liền bị ngân quang phía sau đuổi kịp. Lập tức ngân quang đột nhiên hướng thái âm hỏa điều đánh tới, bắn ra một mũi nhọn màu hỏa hồng, Hàn Lập thấy vậy nhưng cũng không dám mạo hiểm ra tay vì sợ kinh động đoàn ngân quang kia, nhưng hắn tâm thần tương thông cùng thái âm hỏa Điểu nên cuối cùng cũng đã nhìn rõ rằng được bộ mặt thật của ngân quang. Đó là một con ngựa nhỏ toàn thân trắng noán, chỉ cao khoảng vài tấc, trên lưng có một đôi tiểu xí ngân quang bao phủ. Tiểu mã này đuổi theo thái âm hỏa Điểu, hai cánh vỗ một cái thì vô số hỏa hoa từ trên tiểu xí bắn ra đón đầu thái âm hỏa điều trùng tới, đó tất nhiên là linh hỏa của thái dương tinh hỏa biến thành. Mà con thái âm hỏa điều kia vừa mới sinh ra, kỳ thật vô cùng suy yếu mới để cho hàn lập dễ dàng bắt được nhưng sau đó nó đã thôn vệ vô số hàn khí của vạn niên huyền ngọc trong huyền ngọc động của tiểu cực cung làm cho uy lực của nó tăng lên nhiều cho nên luận về sức mạnh thì thái âm hỏa điều cũng không hề kém thái dương tinh hỏa nhưng hiện nay nó đang ở trong dung nham tiểu mã đã mượn sức mạnh vô tận của dung nham khiến uy lực tăng lên ba phần dưới tình cảnh thái âm hỏa điều còn phải tiêu phí một phần linh lực ngăn cản sức nóng của dung nham cho nên mặc dù toàn lực phun ra hàn khí màu đỏ ngăn cản nhưng sau giây lát liền bị dồn xuống hạ phong. Hàn Lập thông qua thần niệm thấy được cảnh này thì nhíu mày. Không kể là hắn hay ngũ ma đang trong hình dáng quỷ đầu thì hiện nay đều không tiện ra tay trợ giúp, dù sao theo trí nhớ của Hàn Ly thượng nhân thì đoàn thái dương tinh hỏa này dường như linh tính đã hình thành rất lâu, hơi một chút động tính sẽ lập tức bỏ chạy, nếu thái dương tinh hỏa biến thành hỏa linh lại có hỏa độn thuật kỳ diệu vô cùng, giữa dung nham đi tới đi lui đều không thể nhìn thấy, nếu xảy ra tình huống nó chạy ra xa thì không có hy vọng lại một lần nữa truy đuổi tiếp nữa. Nếu đã kinh động một lần thì lần sau cho dù thái âm hỏa điều lại ra mặt dụ dỗ thì Hàn Lập không chút nắm chắc hỏa linh này sẽ lại mắc mưu. Cho nên mặc dù rõ ràng hỏa điều đang rơi vào thế hạ phong nhưng hắn cùng Ngũ Ma không dám dễ dàng ra tay tương trợ, chỉ là sắc mặt âm trầm, trong lòng không ngừng suy tính. Bỗng nhiên trong lòng hắn vừa động một chủ ý vừa nảy sinh, lúc này hai tay bấm quyết, trong miệng phun ra một viên châu màu trắng, chính là viên tuyết tinh châu do tử la cực hỏa bồi luyện mà thành. Hàn lập đánh mấy đạo pháp quyết lên viên châu, viên châu liền quay tròn rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng đến chiến trường phía trước. Một lát sau, tuyết tinh châu liền xuất hiện tại địa phương tiểu mã cùng thái âm hỏa điều đang tranh đấu. Sau đó, viên châu liền nhoáng lên một cái, rơi thẳng về phía song phương. Tiểu mã thấy vậy thì liền giật mình, hai cánh nhoáng lên một cái, vô số đóa ngân diễm bắn ra, thân hình trong dung nham liền biến mất sau đó xuất hiện cách đó ngoài 20 trượng, hai mắt nhìn chằm chằm vào viên châu với vẻ nghi ngờ. Nhưng thái âm hỏa điều kia lại không hề có ý trốn tránh, ngược lại nhân cơ hội này bay về phía trước, há miệng đem viên châu nuốt vào, lập tức cả người xích mang đại trướng. Hỏa điều liền không chút do dự quay đầu hướng phương xa bay đi. Mà ngân xí tiểu mã mặt mày ngẩn ngơ, con mắt xoay tròn chuyển động vài cái, sau khi thấy không chút việc khác thường liền mở to hai cánh đuổi theo. Nhưng lúc này, thái âm hỏa điều sau khi mượn uy lực của tử la cực hỏa ẩn giấu trong tuyết tinh châu thì độn tốc tăng lên rất nhiều, ngân sĩ tiểu mã trong thời gian ngắn không cách nào đuổi theo được. Chỉ trong nháy mắt, song phương đã bay khỏi miệng núi lửa. Thái âm hỏa điểu thay đổi phương hướng độn quang, hướng phía trên bay nhanh đi. Trường 1246, bắt giữ Thái Dương Tinh Hỏa. Sau khi con ngân xí tiểu mã do Thái Dương Tinh Hỏa biến thành đã phí công truy đuổi đến tận đây thì tất nhiên không dễ dàng buông tha, hai cánh mở ra, bay nhanh về phía trước đuổi theo. Mà song phương đều có thân thể hỏa linh, tất nhiên sẽ không bị tầng đất dày kia ngăn cản. Một lát sau, phốc phố trai tiếng liền xuất hiện hai đoàn hỏa linh một trước một sau bắn khỏi mặt đất, tiến nhập vào trong quang lung cự đại. Đoàn thái dương tinh hỏa kia sau khi lao ra lập tức nhận ra có điểm không đúng, nhưng nhân hình khôi lỗi bên dưới đã sớm ra tay, từ trong càn lam bảo đỉnh bắn ra một đoàn lam sắc quang diễm, hóa thành một con hàn dao hung hăng đánh xuống mà thái âm hỏa điều đang bỏ chạy liền quay tròn một cái, nghênh đón ngân xí tiểu mã bên dưới, miệng vừa hé ra một đoàn bạch vụ từ trong khỏa tuyết tinh châu kia bắn ra đánh xuống phía dưới. Mà cùng lúc đó, cả tòa đại trận sau khi được nhân hình khôi lỗi phát động liền bắt đầu kích phát. Thái dương tinh hỏa thấy cảnh này liền quay đầu lại, định bay xuống bên dưới, trốn vào trong dòng dung nham, địa phương nó cùng thái âm hỏa điều bay ra là chỗ duy nhất không có lam băng bao phủ. Nhưng sau khi phát trận phát động thì địa phương này liền có lam quang bao phủ giống như bắt đầu đóng băng. Chẳng qua cho dù tốc độ kích phát của pháp trận có nhanh đi chăng nữa nhưng so với tốc độ độn của tiểu mã thì cũng không so sánh được. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, ngân xí tiểu mã lại không có chui vào trong mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi hướng về mặt đất nữa mà hai cánh mở ra một chút biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện cách đó gần 20 trường. Gần như cùng lúc đó, năm đạo quang trụ màu sắc khác nhau từ bên dưới mặt đất bắn ra, đánh vào trong hư không. Tiếp theo năm cỗ ma mà khí màu xám trắng thoát ra, quay cuồng một trận liền hiện nguyên hình là năm tên quỷ đầu to, chính là ngũ tử đồng tâm ma. Hàn lập cũng từ bên dưới mặt đất chậm rãi bay lên. Lúc này, dưới tác dụng của pháp trận, mặt đất đã bị một tầng lam quang dày đặc bao phủ, hóa thành tầng tầng băng thật dày. Hàn lập đứng trên băng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên mặt tỏ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy hàn giao do kiền lam băng diễm hóa thành cùng thái âm hỏa điểu và năm tên quỷ đầu đang vây công con ngân xí tiểu mã kia. Thái dương tinh hỏa hóa thành hỏa linh, quả nhiên giống với ký ức của Hàn Ly Thượng Nhân, hóa thành một đoàn ngân quang bay khắp nơi căn bản không hề ngừng lại, thông minh dị thường. Trừ thái âm hỏa điều ra thì tốc độ độn của hỏa linh so với ngũ ma cùng hàn giao đều nhanh hơn không ít. Mà thái âm hỏa điều bởi vì được trợ giúp của tuyết tinh châu nên giờ phút này đang ở trong kiền lam băng diễm, ngược lại so với trong dung nham thì hoàn toàn tương phản, nhanh hơn so với thái dương tinh hỏa một bậc. Nếu không phải ngân xí tiểu mã thân pháp thật sự linh hoạt, không thể nắm bắt trước được quỹ tích di chuyển thì chỉ sợ đã sớm bị hỏa điều đánh bại. Nhưng cứ như vậy, ngân sĩ tiểu mã trong một thời gian ngắn đã bị chúng công kích của hỏa điều mấy lần, bị một ít vết thượng nhẹ, nhưng nó vẫn cắn răng chịu đòn mà không tiến hành phản kích để không bị ngũ ma cùng hàn giao đuổi theo. Hàn lập hai tay để sau lưng, đứng bất động bên dưới nhìn lên không chung, còn nhân hình khôi lỗi thì đang đứng một bên thúc giục pháp trận, một bên khống chế hàn giao, mặt không biểu thị chút tình cảm nào. Đột nhiên, Ngân sĩ tiểu mã tìm được cơ hội đánh một kích vào thái âm hỏa điểu sau đó hai cánh liền thu lại, một chút dấu hiệu cũng không có hóa thành một đạo ngân mang, độn quang chợt lóe hướng mặt đất thi triển độn thuật mà chạy. Thế nhưng ngân quang vừa tiếp xúc với lam băng trên mặt đất thì thân hình ngân xí tiểu mã đột nhiên ngưng lại một chút. Lập tức, một đạo xích mang cùng một cỗ hàn vụ màu lam nháy mắt đánh tới, đồng thời một loạt tiếng động quái dị vang lên. Tiểu mã trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, né tránh hiển nhiên không còn kịp nữa, nhưng phản ứng cũng không hề chậm, thân hình nhoáng lên đình chỉ động tác hướng xuống dưới, hai cánh vỗ vài cái, nhiều đóa ngân hoa trong nháy mắt xuất hiện tại khu vực phụ cận đem thân thể nó bao lại vào bên trong, muốn đón đỡ một chút. Ầm ầm hai tiếng và chạm trầm trọng vang lên, xích mang cùng Hàn Vũ sau khi đánh vào ngân quang lập tức bạo liệt. Thế nhưng ngoài dự đoán của Hàn Lập, ngân xí tiểu mã siêu một tiếng dường như bị một lực lớn trùng kích, nhưng lại theo ngân quang bắn ra, trong nháy mắt đã bắn xa hơn 10 trượng, thân hình lật chuyển một cái liền hóa thành ngân mang chạy đến hướng khác trong lồng giam tuy rằng hỏa linh này tốc độ vẫn rất nhanh nhưng trong mắt hàn lập lam quang lóe lên phát hiện một ít khác biệt trong cánh của nó chân của ngân xí tiểu mã bắt đầu mơ hồ nhìn không rõ ẩn hiện ngân diễm chớp động không ngừng hàn lập khóe miệng mỉm cười rốt cục cũng hành động sau lưng hào quang xanh trắng chợt lóe một đôi cánh hiện ra lập tức vỗ nhẹ một cỗ thanh phong phát ra hàn lập liền biến mất tại chỗ lúc này thái âm hỏa đều nhìn thấy thái dương tinh hỏa định chạy thoát liền không chút do dự đuổi theo nhưng với sự trì hoãn một chút này ngân xí tiểu mã đã tăng tốc độ độn quang lên tối đa, ngân quang chấp lên vài cái đã đến cạnh vách lồng giam. Một thanh lam sắc quang trụ chắn phía trước nó, hỏa linh liền tính toán phương pháp xông qua. Nhưng nhân hình khôi lỗi thấy thì cũng không nói gì chỉ thúc giục pháp quyết, tất cả các quang trụ bỗng nhiên quang mang đại phóng, vô số tia sáng từ trong các quang trụ bắn ra, hóa thành một quang võng thật lớn, chắn phía trước đường đi của Thái Dương tinh hỏa. Tiểu mã cả kinh, nhưng không hề lưỡng lửa thúc động hai cánh, hơn 10 đóa ngân hoa trực tiếp bắn nhanh về phía trước, thân hình không chút đình trệ lại. Nó định cứ vậy xông vào quang võng, nhưng hỏa linh này không hề phát hiện ra trên đỉnh đầu nó hai đám vân vụ không biết từ khi nào phiêu phù nơi đó, hơn nữa vân vụ vừa chuyển động thì từ bên trong phun ra hai cỗ hàn khí, hai con rết trắng đột nhiên bay ra, động tác nhanh như chớp. Đó chính là những con lục rực xương công mà Hàn Lập đã bố trí từ trước. Ngay lập tức, ngân xí tiểu mã ở phía dưới thân hình dáng vẻ bất đắc dĩ nhoáng lên một cái xoay quanh tạm thời tránh khỏi hai cỗ hàn khí, đồng thời đổi hướng bay qua góc khác bởi vì hỏa điều cùng ngũ ma đang ở phía sau đuổi tới định vây công. Nhưng ngay tại phương hướng nó định bay tới, hắc quang trong nháy mắt đột hiện, một thanh phi đao trong suốt từ hư không phóng ra, trong nháy mắt cắt qua lộ tuyến của tiểu mã chảm xuống một cái. Trong hai mắt tiểu mã toát ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt lóe lên một đạo ngân quang, thân hình lập tức chia làm hai nửa. Phốc phốc hai tiếng vang lên, hai mảnh thân mình biến thành hình thái ngọn lửa ngân quang chấp động, lập tức tụ hợp lại trong không trung, trong nháy mắt đã quay trở lại hình dáng tiểu mã. Nhưng thân thể vẫn mơ hồ không rõ, thân thể dường như không thể lập tức trở lại hình dáng thực thể. Hiển nhiên ma tủy phi đao quỷ dị chạm xuống một phát khiến hỏa linh nguyên khí đại thương, đúng lúc này, trên khoảng không phía trên truyền đến một tiếng sấm trầm trọng, một đạo nhân ảnh màu lam chợt lóe, Hàn Lập xuất hiện quỷ dị, hắn không chút khách khí đưa 10 ngón tay bắn ra. Từng đợt tiếng xé gió vang lên, mười đạo hỏa ti bắn nhanh ra lóe lên liền xuyên thủng thân thể ngân xí tiểu mã không cho nó động đậy trong miệng hàn lập vang lên vài tiếng lẩm bẩm hỏa ti liền quấn quanh tiểu mã đem trói nó thành một đống hỏa linh không hề đề phòng một chút sức phản kháng đều không có hàn lập thấy vậy liền mừng thầm bàn tay vừa lật một tập phù triện hiện ra tay hắn vừa vung lên một cái đám phù liền hóa thành từng đạo quang mang màu sắc sặc sỡ hướng thái dương tinh hỏa bay đến chỉ cần dán các cấm chế phù triện này lên trên thì cho dù đối phương có biến lại thành thân thể hỏa linh, thì tuyệt đối vẫn chạy không thoát. Nhưng một màn ngoài ý muốn lại diễn ra ngay lúc đó. Ngân xí tiểu mã vốn đang bị trói chặt, đột nhiên há miệng truyền ra một tiếng tê minh, thân thể đại phóng ngân quang, hỏa ti vừa lỏng ra lập tức, chợt lóe lên hóa thành 10 đạo hỏa tuyến nghênh đón các cấm chế đang bay đến. Thanh âm bạo liệt nhanh chóng vang lên, tất cả phù triện đều bị đánh cho hóa thành cho bụi, hơn nữa còn bay thẳng đến chỗ Hàn Lập đang đứng. Hàn Lập mặc dù vẫn luôn rất bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt khẽ biến, lập tức đưa tay bắn về phía về phía các đạo hỏa linh ti đang bay tới. Nhất thời các đạo hồng ti liền có chút không tình nguyện bay trở lại vào trong tay của Hàn Lập. Ngân sĩ tiểu mã nhân cơ hội này quay đầu lại, bộ dáng lại muốn trốn chạy. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, trong mũi vang lên một tiếng hử lạnh. Tiểu mã vừa quay đầu lại định bỏ chạy nghe thấy thanh âm này thì thân hình chợt run lên, không tự kiềm chế được thân thể rơi từ trong không trung xuống nguyên lai like là Hàn Lập vừa vận dụng bí thuật kinh thần thứ. Sau lưng Hàn Lập hai cánh nhoáng lên một cái, thân hình liền biến mất, ngay sau đó hiện ra tại nơi ngân xí tiểu mã vừa rơi xuống, hắn cũng không sử dụng bất cứ pháp bảo nào, trực tiếp vươn tay ra chụp lấy, một đạo tử sắc quang diễm ngưng tụ lại thành một bàn tay to, bắt lấy ngân xí tiểu mã. Tử diễm hàn quang đại phóng, một khối băng lớn màu tím lập tức đem hỏa linh bao vây ở bên trong. Lúc này thái âm hỏa điều cùng hàn giao rốt cục cũng đánh tới, không chút do dự chui vào trong tử băng, linh quang chấp động dung hợp thành một thể với khối băng. Mà gần như đúng lúc đó, trong khối băng, ngân diễm tiểu mã vừa từ trong cơn mê muội của kinh thần thứ tỉnh lại, liền bạo phát ngân diễm, muốn hòa tan băng phá vây mà ra. Nhưng khi có thái âm chân hỏa gia nhập vào trong khối băng thì nó trong thời gian ngắn không thể thoát ra được, chỉ thấy hàn dao màu lam cùng hỏa điều màu đỏ như cá gặp nước, vây quanh tiểu mã phun ra từng đạo hàn khí, đem ngân diễm gắt gao trói buộc. Đúng lúc này ngũ ma cũng đã chạy tới chúng nó dùng thần niệm phát hiện ra hỏa linh liền từ trong mồm phun ra năm loại hàn diễm cùng chùm tới tiểu mã đang bị vây trong khối băng kết quả sau khi quang diễm vừa chùm lên tiểu mã động tác liền chậm chạp dần mà hỏa điều cùng hàn dao cũng bị lan đến lại như không chịu chút ảnh hưởng nào ngược lại uy lực hàn khí từ trong miệng phun ra lại tăng lên một tầng bị nhiều loại công kích lực cực hàn như vậy rốt cuộc thái dương tinh hỏa biến thành tiểu mã đang bị vây trong tử băng động tác chống cự ngày càng yếu hơi thở cũng yếu dần đi hàn lập thấy vậy lập tức nhân cơ hội tay áo vung lên lại bắn ra hơn 10 tấm phù triện, các tấm phù triện này lập tức xuyên qua tử băng, dán lên người tiểu mã. Trên mặt hỏa linh lộ vẻ tuyệt vọng, ngừng giấy ruộng, trên người ngân quang ảm đạm, rốt cuộc không thể bảo trì hình dáng tiểu mã, biến thành một đạo quang diễm bay lững lờ bên trong tử băng. chương 1247, tiên đằng sống lại. Những phù triện cấm chế dán lên người tiểu mã hóa thành một màn hào quang đủ mọi màu sắc, đem ngọn lửa bạc giam vào bên trong. Tâm niệm hàn lập vừa động, thái âm hỏa điều đang phiêu du trong khối tử băng cũng hóa thành một đoàn quang diễm đỏ đập, đem thái dương tinh hỏa bao vây vào bên trong. Sau đó hắn mới bấm tay niệm thần chú, nhắm ngay khối tử băng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Pháp quyết chợt lóe lướt qua không trung bay vào khối băng, trong khối băng tử quang lóe ra, thể thích dần dần thu nhỏ lại. Trong nháy mắt đã hóa thành một viên cầu lớn bằng nắm tay. Hàn lập vẫy tay một cái, viên cầu liền bay vào trong lòng bàn tay. Hắn hứng thú đánh giá, không nghĩ đến ngươi lại may mắn như vậy, có thể bắt giữ được thái dương tinh hỏa, nếu có thể đem nó cùng thái âm chân hỏa dung hợp rồi luyện hóa thì chuyện tốt chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được đâu, chỉ sợ vài loại tiên linh chi diễm tại linh giới bất quá cũng chỉ bằng nó, bên tai hàn lập vang lên tiếng thở dài của đồng tử, trong giọng nói ẩn ẩn chút ghen tị. Tiên linh chi diễm, hàn lập thần sắc biến đổi nhưng cũng không truy hỏi mà hai tay trà sát vào nhau, một tiếng sấm vang lên. Từng đạo điện quang màu vàng kim bắn ra quấn quanh viên cầu, nghiêm ngặt bao vây vào trong. Trong nháy mắt, một viên cầu ánh kim rực rỡ xuất hiện trước mắt hắn. Hàn lập lại vung tay áo lên, một cái tiểu đỉnh màu xanh bay ra, dừng lại trước ngực hắn. Đúng là hư thiên bảo đỉnh, ngón tay nhắm ngay tiểu đỉnh nhẹ nhàng điểm tới, một tiếng thanh minh vang lên, nắp đỉnh mở ra bắn ra một tảng lớn thanh ti tuôn ra đem viên cầu kim sắc quấn lấy lôi vào trong đỉnh. Hàn lập liền thúc giục thông bảo quyết, nắp đỉnh lại một lần nữa đóng lại. Hắn thở phào một cái nhẹ nhóm, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Có hỏa diễm này rồi thì dương thủy có thể bắt đầu điều chế rồi, nếu tuổi thọ có thể tăng thêm mấy trăm năm, thì cho dù quá trình tu luyện nguyên từ thần quang có giam nan đi chăng nữa, thì vẫn có khả năng thành công. Trong lòng tính toán như thế, Hàn Lập thu hồi ngũ ma cùng nhân hình khôi lỗi, thu pháp trận lại và thủ tiêu tất cả dấu vết mới mang theo thái dương tinh hỏa, từ từ bay khỏi miệng núi lửa. Lúc này mục đích của hắn trong chuyến đi đến Đại Tấn đã hoàn toàn làm xong, hắn không chút do dự chuẩn bị phản hồi thiên nam. Lần này trở về, trước hết hắn phải đem dương thủy luyện chế trước, làm cho mình cùng Nam Cung Uyển không lo lắng về vấn đề thọ nguyên, rồi đem khe không giam trong trụy ma cốc luyện chế thành giới tử không gian, cuối cùng đem các linh hồn trong quỷ la phiên luyện chế thành không gian bảo vật xích hồn phiên. Dùng phiên này đem thu hồi nguyên tử sơn rồi mang về thiên nam. Hàn lập định ở trong giới tử không gian, tu luyện nguyên tử thần quang đại thành, rồi trực tiếp đánh sâu vào cảnh giới hóa thần kỳ vì lúc trước hắn dùng năm loại cực hàn chi diếm trợ giúp đánh sâu vào hóa thần kỳ nhưng không thành công hắn cũng chưa sử dụng khỏa cực phẩm linh thạch mộc thuộc tính thu được tại loạn tinh hải lần này nếu đúng thời điểm hắn sẽ đưa ra sử dụng lại nói hắn ở ma đà sơn cứu tử linh đã nghe hướng chi lễ đề cập đến chuyện tình về ma nguyên đan tại thời điểm trước khi rời đi hắn đã dùng vạn năm huyền ngọc đổi lấy ba khỏa ma nguyên đan trong tay hô lão ma làm cho hy vọng tiến giai lên hóa thần kỳ của hắn tăng lên nhiều Chẳng qua nghĩ đến việc giao dịch này thì trong lòng Hàn Lập không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng. Lão ma này không biết dùng cách nào biết hắn từ tiểu cực cung mang đi rất nhiều huyền ngọc, thế nên đã thi triển công phu sư tử Ngọa một hơi lấy đi của hắn cơ hồ gần một nửa số huyền ngọc, không biết lão ma này định dùng số ma nguyên đan này kiếm lợi hay trả thù hắn lúc trước phá hoại việc nạp thiếp của hắn. Vạn niên huyền ngọc tuy rằng cực kỳ chân quý nhưng đối với Hàn Lập mà nói thì không thể so sánh với ma nguyên đan được, có loại đan dược này trợ giúp thì tuy rằng cơ hội vẫn rất nhỏ nhưng hắn thế nào có thể buông tha đây. Hắn đành phải nhờ hướng chi lễ ra mặt trợ giúp quá trình giao dịch. Hàn lập vừa độn quang vừa nhớ đến bộ mặt đắc ý của hô lão ma khi giao dịch xong thì trong lòng vẫn cực kỳ buồn bực, nhưng ngay lập tức hắn đã ổn định tâm thần, bắt đầu cân nhắc kế hoạch sau này của mình. Mấy ngày sau, một đạo thanh hồng bay khỏi hồng vụ, biến mất tại điểm cuối của hồng vụ. Sau đó không lâu, một ít thế lực đại tấn vốn chú ý đến Hàn Lập đột nhiên phát hiện người này mất tích. Điều này dấy lên một hồi xôn xao cùng bất an, sau khi đã xác định Hàn Lập ly khai khỏi đại tấn thì những người này không hẹn mà gặp cùng nhau thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng thanh danh của Hàn Lập tại đại tấn vẫn chưa được biết đến rộng rãi, nhưng vẫn có một ít tin đồn về hắn từ một số cao trung tông môn truyền ra. Một người không phải hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng lại có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ giao đấu ngang tay, thậm chí dễ dàng tiêu diệt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, như vậy có còn thiên lý hay không đây? Điều này làm cho không ít lão quái trong lòng cảm thấy cực kỳ nghi kỵ. Hiện tại những người này, thấy Hàn Lập không có ý định khai tông lập phái tại Đại Tấn, tất cả đều vui mừng, cũng không bận tâm thêm nữa. Từ ngày Hàn Lập biến mất, nháy mắt đã trôi qua 3-40 năm. Trong lúc này, tu tiên giới Đại Tấn đều rất bình ổn, tuy rằng vẫn thường xuyên phát sinh xung đột nhưng cũng không có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra, nhưng vào lúc này, trong một sơn động tại biên ngoại, cách thiên nam ngàn dặm truyền ra một trận cười vui vẻ dị thường. Thật không uổng công ta tiêu phí một khoảng thời gian dài khổ công đem linh hỏa này luyện hóa, bây giờ đã có thể luyện chế dương thủy được rồi. Chàng cười từ trong động truyền ra từ từ nhỏ dần, cuối cùng ngừng hẳn. Một tháng sau, một đạo nhân ảnh lặng lẽ từ trong ngọn núi bay, hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi. Ba tháng sau, một gã nam tử trẻ tuổi xuất hiện bên trong trụy ma cốc, lặng lẽ bay tiến vào sâu trong cốc, cuối cùng không thấy bóng dáng nhưng mấy ngày sau trong một tòa núi nhỏ vô danh đột nhiên thoát ra âm thanh vô cùng quỷ dị hắc vụ tối đen như mực đem phạm vi trăm dặm hoàn toàn bao phủ vào trong từ trong truyền ra từng đợt âm khí tiếng quỷ khóc không ngừng làm cho những người đến gần liên tưởng đang thâm nhập vào âm minh giới loại sự tình quỷ dị này diễn ra liên tiếp nửa năm sau đó âm khí mới dần dần tiêu tán một tháng sau tên thanh niên trẻ tuổi kia từ trong trụy ma cốc bay ra hóa thành một đạo thanh quang lặng yên rời đi bởi vì độn thuật cùng ẩn nạc thuật của người này vô cùng cao minh nên vào cốc hay khi ra cốc, đều không ai biết. Người này chính là Hàn Lập, vừa luyện chế xong giới tử không gian cùng xích hồn phiên. Hơn 10 năm trước, hắn từ Đại Tấn quay về Lạc Vân Tông, bỏ ra một khoảng thời gian dài, rốt cục cũng đem Thái Dương tinh hỏa hoàn toàn luyện hóa. Sau vài tháng, hắn đã luyện chế Dương Thủy thành công. Bởi vì Nam Cung huyền đang trong quá trình bế quan nên hắn đã đem một bình uống vào, sau đó dùng phi kiếm truyền thư, đưa tin đến động phủ của bạn nữ, rồi mới ly khai khỏi tông môn, đến trụy ma cốc luyện chế xích hồn phiên. Sử dụng hơn 10 cây quỷ la phiên linh hồn sung túc, hơn nữa còn có thánh thú phân thân chỉ điểm. Nên tuy khá mất thời gian nhưng cuối cùng cũng thuận lợi luyện chế thành công. Cây hắc phong kỳ tàn phiến kia cuối cùng cũng được luyện chế thành xích hồn phiên. Hiện giờ, Hàn Lập đang ở trong tông môn bắt đầu tu luyện công pháp nguyên từ thần quang, dù sao cho dù có loại không gian bảo vật xích hồn phiên trong tay, muốn đem núi này dung nhập vào trong bảo vật thì mới có khả năng sử dụng được núi này. Đang định bế quan, Hàn Lập chợt nhớ đến một sự tình, sau khi thoáng do dự một chút, hắn liền mang một lọ dương thủy đến dược viện, sau đó đi về tay không, liền lập tức bế quan. Nhân hình khôi lỗi vẫn được đặt trong động phủ phụ trách dùng thần bí bảo bình đào tạo linh trùng và đề cao một ít linh dược. Mười năm sau, Hàn Lập đang ở trong mật thất tu luyện chợt mở mắt ra, trên mặt hiện lên biểu tình phức tạp. Nguyên tử thần quang này quả nhiên tu luyện cực kỳ gian nan, Xem ra nếu không có nguyên tử sơn phụ trợ thì việc luyện thành loại công pháp này căn bản là vô vọng, hắn đã tu luyện đến bình đỉnh điểm của tầng 1, xem ra cuối cùng cũng phải đi tinh cung thu hồi bảo vật đã gửi. Ta nói cho ngươi nghe, trước hết cứ chuẩn bị một viên yêu đan kim thuộc tính yêu đan đem ngũ hành linh căn hoàn toàn bồi bổ đã, lão phu tuy rằng là lần đầu tiên thấy công pháp này nhưng loại công pháp này hiển nhiên bao hàm ngũ hành lực, nếu bản thân không có linh căn tương ứng thì gánh nặng đối với thân thể là quá lớn. Hơn nữa loại công pháp nhiều thuộc tính thế này càng về sau càng khó tu luyện, hư ảnh đồng tử không biết từ khi nào hiện lên trước người Hàn Lập, nhàn nhạt, nhạt nói. Việc này trước đây người cũng đã nói qua một lần, ta tất nhiên hiểu được, thế nhưng kim thuộc tính yêu thú căn bản cực kỳ hiếm hoi, mà yêu đan cần thiết ít nhất phải là loại hóa hình mới được, không phải dễ dàng tìm thấy như vậy. Hàn Lập khe khẽ thở dài, bàn tay vừa lật, một tầng ngũ sắc quang mang hiện ra trong lòng bàn tay, chấp động không thôi, có vẻ cực kỳ diễm lệ. Kim thuộc tính yêu đan, chẳng phải trước kia ngươi ở loạn tinh hải đã đụng đầu với kim giao vương sao yêu thú này đúng là hàng thật giá thật thập cấp yêu thú yêu đan căn bản phù hợp với yêu cầu này con mắt đồng tử chuyển động nói ra vài câu yêu đan của con kim giao kia tất nhiên là dùng được nhưng yêu thú này thân là trưởng lão bộ tộc hải giao long không phải dễ dàng xuống tay như vậy trước tiên cứ chuẩn bị vài món pháp khí kim thuộc tính đã rồi nói sau ta nhớ ngươi từng nói dùng bảo vật cũng có thể luyện hóa linh căn phải không hàn lập nhướng mày chậm rãi nói dùng bảo vật thay thế yêu đan thì tất nhiên là có thể thế nhưng phương pháp này thực hiện rất chậm hơn nữa cũng không nắm chắc mười thành đồng tử liền không cho là đúng nói có dương thủy thì thời gian dù nhiều cũng không đáng lo việc này chờ ta đi tới loạn tinh hải một chuyến đã rồi nói sau hàn lập gật gật đầu sau đó đứng lên hoạt động tay chân một lượt rồi đẩy cửa mật thất đi ra ngân quang chợt lóe hàn lập mặt không chút biểu tình xuất hiện trước mặt hàn lập Hàn Lập lúc đầu cũng không hề để ý nhưng sau khi hắn dùng thần niệm trao đổi cùng đệ nhị Nguyên Anh trong nhân hình khôi lỗi thì rốt cuộc sắc mặt hắn biến đổi, hỏi lại. Cái gì, Huyền Thiên Tiên đằng thật sự đã sống lại? chương 1248, Huyền Thiên Chi bảo. Hàn Lập sau khi thu được tin tức từ nhân hình khôi lỗi thì tâm thần không khỏi chấn động một chút. Phải biết rằng trước lúc hắn bế quan, tuy rằng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tưới cho Huyền Thiên Tiên đằng vài giọt dương thủy, thế nhưng ngựa chết vẫn là ngựa chết mà thôi, hiện nay huyền thiên tiên đằng thật sự sống lại làm cho hắn thật sự có chút khó tin. Hàn lập thân hình chuyển động, hướng dược viện bay nhanh đến. Huyền thiên tiên đằng đang được chăm sóc cùng cửu khúc linh sâm, cạnh vài loại linh dược rất chân quý khác. Chớ tới khi hắn nhìn rõ tình hình của huyền thiên tiên đằng thì dù trong lòng đã chuẩn bị trước vẫn cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy vốn khi đem đổ do thần bí, chỉ là một cành khô xám ngắt thế nhưng hiện nay đã mọc lan tràn, bám đầy các cột đá bạch ngọc gần đó, lá xanh lục, rậm rạp dị thường mà theo khí tức thảo mộc phát ra từ tiên đằng, lại hơn xa các linh dược khác trong dược viện, thậm chí ngay cả cửu khúc linh xâm biến thành bạch thỏ, cũng đang nằm ngủ gần gốc tiên đằng này. Khi Hàn Lập vừa đi đến gần, đôi tai bạch thỏ động đậy, hai con mắt màu lửa đỏ mở ra, thấy Hàn Lập liền không thèm để ý, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Linh vật do cửu khúc linh xâm biến ảo này, cùng Hàn Lập sống chung mấy trăm năm, đã sớm đem dược viện của Hàn Lập biến thành nhà mình, hơn nữa, dưới sự che chở của Hàn Lập cũng không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên đã bỏ hết cảnh giác với Hàn Lập. Hàn Lập cũng không nói gì, cũng không quấy rầy nó, chỉ đi đến cạnh tiên đằng, đánh giá cẩn thận một phen. Nhìn sơ qua huyền thiên tiên đằng, ngoại trừ tản ra linh khí kinh người thì cũng gần giống với các loại dây leo bình thường, nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền phát hiện chỗ không tầm thường. Tiên đằng này cực kỳ xanh tốt, hơn nữa sâu bên trong ánh ra một màu kim trúc sáng bóng, hơn nữa vân lá cũng huyền ảo dị thường, không có cái nào giống nhau nhìn có chút quen mắt. Hàn lập nhìn lá tiên đằng mà suy nghĩ, nhưng trong lòng vừa động, có chút giật mình. Đường vân này cùng hoa văn trên kim khuyết ngọc ngân châm có chút giống nhau nhưng chỉ giống chút bề ngoài mà thôi. Hắn trao mày, sau khi nghiên cứu hơn 10 lá tiên đằng rốt cục cũng phát hiện ra điểm ảo diệu bên trong. Hoa văn trên lá tiên đằng này tất cả đều là một loại ký tự chỉ được viết hơn một nửa, hoặc chỉ vừa động vài nét bút không trọn vẹn. Hàn lập ngạc nhiên một lúc, mới vươn hai ngón tay kẹp một mảnh lá tiên đằng đưa tới phiến lá toát ra cảm giác ôn lạnh, dường như do Mỹ Ngọc chế tác mà thành. Hàn lập sờ sờ cầm, buông lá ra, trên mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Giờ phút này hắn muốn đem đồng tử do thiên lan thánh thú biến ảo gọi ra hỏi một ít sự tình có liên quan đến tiên đằng nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Hiện tại đồng tử đang ở trong hư thiên đỉnh tu luyện, căn bản hoàn toàn không biết sự tình này. Bởi vì hắn vừa ra khỏi động phủ đã lợi dụng lực lượng của hư thiên đỉnh đem tất cả liên hệ của yêu thú này cùng bên ngoài hoàn toàn gián đoạn chỉ tại thời điểm đang ở trong mật thất tu luyện mới hoàn toàn thả ra để phòng ngừa một ít bí mật của mình bị đối phương nhìn thấy cho nên bí mật liên quan đến thần bí bảo bình cùng một ít bí mật khác yêu thú này hoàn toàn không hề hay biết các tin đồn liên quan đến sự thần kỳ của huyền thiên tiên đằng hàn lập đã sớm được nghe qua nghe nói tại thời kỳ hỗn độn khi mới sinh xuất hiện linh mộc mở đầu là huyền thiên mà vô luận huyền thiên tiên đằng vẫn đang trong hình dạng cây hay ra hoa và kết xuất linh quả có thần thông không thể tin được quả thật là nghịch thiên trí bảo Loại đồ vật này, ngay từ thời thượng cổ cũng chẳng qua chỉ là tin đồn, chưa ai từng tận mắt nhìn thấy. Nhưng trong một ít điển tịch từ thời thượng cổ truyền lại, thì loại đồ vật nghịch thiên này có thể tồn tại 4 năm loại, hơn nữa quá trình sinh trưởng cũng cực kỳ độc đáo, chu kỳ sinh trưởng dài đến hơn 10 vạn năm thế nhưng một khi đã ra hoa, kết quả thì chúng lại nhanh chóng suy tàn chỉ trong vài ngày, thậm chí vài canh giờ mà thôi. Chính vì chu kỳ lớn lên, thành thuộc cùng suy tàn như vậy nên những người muốn thu được linh hoa linh quả của chúng căn bản chỉ là si tâm vọng tưởng. Mà huyền thiên mộc, cũng chỉ có linh hoa, linh quả là có nghịch thiên thần thông, thân gỗ tiên đằng này chẳng qua cũng chỉ là tài liệu luyện khí bình thường mà thôi, cũng không có giá trị gì quá lớn. Hàn lập thậm chí còn không cho đồng tử biết trong tay mình có một nhánh huyền thiên tiên đằng, âm thầm dùng dương thủy làm cho nó sống lại, hắn tự nhiên sẽ không nói ra việc này. Tuy rằng huyền thiên tiên đằng nếu ở trong tay người khác căn bản chỉ là phế vật, tuyệt không thể chờ tiên đằng này ra hoa kết quả, nhưng một khi có người động tâm thì tuyệt đối là đại phiền toái, mà trong tay hắn có thần bì bảo bình, nếu đem thần bí lục dịch kích thích sinh trưởng tiên đằng thì tin rằng chỉ hai ba trăm năm liền có thể thu được linh hoa, linh quả, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đại cơ duyên đột nhiên xuất hiện này. Mà nếu để cho đồng tử biết được việc này, thì ai biết đối phương có biện pháp nào thông chi cho bản thể ở linh giới hay không? Chẳng may điều đó xảy ra thì chẳng phải chính mình chuốc họa vào thân hay sao? Cho nên dù biết thiên lan thánh thú biết rõ về huyền thiên linh mộc hơn so với mình nhưng hàn lập sau khi cân nhắc, vẫn đem tâm tư muốn hỏi đối phương hoàn toàn hủy diệt. Trong lòng hắn có kế hoạch như vậy bèn thở dài một hơi, cẩn thận đem vùng xung quanh huyền thiên tiên đằng bố trí nhiều loại cấm chế huyền ảo, sau đó mới khôi phục thần sắc, ly khai khỏi dược viện. Ba ngày sau, hàn lập để nhân hình khôi lỗi ở lại động phủ, báo cho đám trưởng lão trong tông một tiếng, rồi bồng bình rời đi khỏi vân mộng sơn mạch. Trên một hoang đảo vô danh của loạn tinh hải, thân hình Hàn Lập vừa hiện ra liền hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi, biến mất tại cuối chân trời. Một buổi tối mấy tháng sau, ở Thiên Tinh Thành, tại đỉnh Thánh Sơn của Tinh Cung Thánh Điện, một nữ tử xinh đẹp thân mặc váy trắng đang ngồi xếp bằng tu luyện trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, trên thân bạch quang lưu chuyển, hai tay bấm quyết niệm chú tựa hồ đang tu luyện bí thuật nào đó. Đột nhiên linh quang chấp động không thôi, trên gương mặt cung trang nữ tử hiện lên một tia đau đớn. Bạch quang lóe lên càng mãnh liệt, mắt thấy không thể khống chế được nữa, Pháp quyết trong tay nàng rốt cục dừng lại, quá trình tu luyện bị đình trệ. Bạch quang bên ngoài cũng tán loạn biến mất theo, nữ tử xinh đẹp thở dài, mở hai mắt, theo bản năng nhìn quanh một lượt. Nhưng nàng đột nhiên cả kinh, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì trong một góc khuất không biết từ khi nào có thêm một đạo nhân ảnh nhàn nhạt, nhạt, hai tay đang khoanh lại trước ngực, khuôn mặt cười mà không cười nhìn nàng. Nguyên lai là Hàn huynh, nữ tử vừa nhìn thấy khuôn mặt của đối phương thì thần sắc thả lỏng thản nhiên cười nói, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một tia kinh sợ. Nơi này là trọng địa của tinh cung, các loại cấm chế lớn nhỏ bố trí ít nhất cũng hai ba mươi tầng, thế nhưng đối phương sao lại có thể lèn vào mà nàng lại không hề hay biết gì. Lăng đạo hiểu, lâu rồi không gặp, phong thái người tựa hồ vẫn như trước, chỉ có điều công pháp tu luyện hình như vẫn dậm chân tại chỗ, không chút tiến bộ a. Nhân ảnh này chính là Hàn Lập vừa mới tới thiên tinh thành. Hàn Huynh cũng đã nhìn ra rồi đó, quá trình tu luyện của thiếp thân, đích xác gặp phải một ít vấn đề nhỏ, đang muốn tìm một vị cao nhân nhờ chỉ điểm, nay Hàn Huynh đã đến, việc này chắc phải phiền Hàn Huynh một lần rồi, Lăng Ngọc Linh khẽ cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận. Ô, oh, Lăng Đạo Hữu cứ tạm thời nói ra chỗ không đúng, để xem Hàn Mỗ có thể đưa ra được chủ ý nào không, chẳng qua, chuyến này, Hàn Mỗ đến đây, mục đích chính là để mang Nguyên Tử Sơn đi, Hàn Lập cười nhẹ một tiếng. Nguyên Tử Sơn nguyên bản là của Đạo Hữu gửi nhờ tại bổn cung, đạo hữu muốn thu hồi tự nhiên không có vấn đề gì, chẳng qua đạo hữu thực sự có biện pháp mang vật ấy đi ư. Lăng Ngọc Linh nghe vậy thì ngẩn người, hỏi lại có chút nghi ngờ. Phương pháp tất nhiên là có, nhưng ta cũng không biết có thể thành công hay không, cứ phải thử trước một phen xem sao, Hàn Lập từ từ nói. Ra là như vậy, thiếp thân sẽ tự mình dẫn đường cho đạo hữu. Lăng Ngọc Linh trong đôi mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Vậy thì làm phiền Lăng Đạo Hiếu, Hàn Lập gật gật đầu, hài lòng một lát sau hàn lập cùng lăng ngọc linh đã hiện ra tại thông đạo ở chân núi cùng đi tới phiến ngọc trước đại môn lăng ngọc linh lấy từ trong tay ra một tấm lệnh bài giải khai cấm chế trên cửa cửa này chậm rãi mở ra hàn lập hít nhẹ một hơi chậm rãi đi vào trong lăng ngọc linh hơi do dự một chút nhưng cũng đi theo vào trong một màn năm đó lại xuất hiện cước bộ vừa bước vào trong thì ngũ hành lực lập tức ập đến linh lực trong cơ thể đột nhiên chuyển động hướng bên ngoài cơ thể thoát ra nhưng Hàn Lập hiện nay đã là đại tu sĩ đỉnh phong, đương nhiên pháp lực tinh thuần hơn so với trước đây, tự nhiên sẽ không để cho linh lực bị thoát ra ngoài. Định hút hết linh lực của ta sao? Hắn liền vận chuyển công pháp, một trận linh lực trong cơ thể chuyển động, lập tức bấm tay niệm chú chậm rãi hợp lại trước ngực. Xì xì một tiếng, một quang đoàn nhỏ như trứng chim hiện ra, linh quang ngũ sắc bao phủ bên ngoài mãnh liệt lưu chuyển. Ngũ hành lực đang quấn quanh Hàn Lập bị quang đoàn này chiếu vào thì lập tức yếu đi ba phần. Chúc mừng Hàn Huynh đã tu luyện thành công nguyên từ thần quang tầng thứ nhất, Lăng Ngọc Linh đang đi phía sau, cũng cảm thấy sự biến hóa của ngũ hành lực, khẽ cười một tiếng chúc mừng nói. Nếu không tu luyện một chút nguyên từ thần quang, Hàn Mỗ làm sao đem được núi này đi, Hàn Lập cười hắc hắc, không thèm để ý nói. Tuy chỉ cần tu luyện thành một hai tầng nguyên từ thần quang liền có khả năng di chuyển núi này, nhưng đạo hữu muốn mang nó đi cũng không phải là chuyện dễ, nếu phương pháp của đạo hữu không thành công thì không bằng đạo hữu cứ ở lại bổn cung đi, thiếp thân có thể cam đoan tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào quấy dày Hàn Huynh tu luyện, hơn nữa sẽ cung ứng mọi yêu cầu của đạo hiếu, Lăng Ngọc Linh vẫn không thể nhịn được khuyên Hàn Lập. Lời này Lăng đạo hiếu không cần nói nữa, nếu Hàn Mỗ muốn gia nhập quý cung thì năm đó đã đáp ứng rồi, về phần phương pháp của tại hạ có thể thành công hay không thì thử một lần sẽ biết, Hàn Lập liếc mắt nhìn Lăng Ngọc Linh một cái, rồi nhàn nhạt nói. Trường 1249, Mai Phục tại Hoang Đảo. Hàn Lập đưa tay bắn ra một đoàn linh mế huyền phù tại khoảng không phía trước. Một tay đưa tới eo lưng, vừa lật một cái liền xuất hiện một cây tiểu phiên chừng mấy tấc trong lòng bàn tay. Toàn thân phiên này màu đỏ đậm, từng trận huyết quang cùng thanh âm quỷ dị truyền ra không ngừng. lang Ngọc Linh thấy vật này thì ngẩn người, liếc nhìn Hàn Lập bằng một ánh mắt kinh ngạc. Nhưng Hàn Lập cũng không thèm giải thích gì, mà chỉ lẩm bẩm trong miệng, đem tiểu phiên bay ra phía trước. Lên, hào quang trên thân tiểu phiên chợt lóe, thể tích bất chợt cuồng trướng, trong nháy mắt đã thành một đại phiên, trên bề mặt huyết quang lòe lòe dường như do máu tươi vẽ lên hàn lập hướng về vật ấy chỉ một cái nhất thời từ trong phiên bắn ra một đám huyết phân bay về phía nguyên từ sơn cách đó không xa nhưng đám huyết phân này chỉ dừng lại tại đỉnh núi tiếp theo huyết phân quay cuồng lan ra xung quanh bao phủ hơn phân nửa đỉnh động tỏa ra một cỗ huyết tinh nồng đậm dường như do huyết khí biến ảo mà thành lăng ngọc linh vừa dùng thần niệm đảo qua liền cảm ứng được trong huyết phân có một lượng cực lớn âm hồn lực nàng cả kinh đem thần niệm thu lại, trong lòng có chút hoảng sợ. Lúc này Hàn Lập liền đi tới trước nguyên từ sơn hướng khỏa quang cầu đang huyền phù trong không trung điểm một cái. Quang cầu lóe lên rồi bắn nhanh về phía ngọn núi, sau đó biến mất vào trong lòng núi. Hàn Lập lại nhấc tay lên, hướng về phía tiểu sơn đánh ra một trào. Ngũ sắc linh quang trên bề mặt tiểu sơn chấp động không ngừng, từ trong lòng núi chuyển ra tiếng ầm ầm rồi cuối cùng từ từ bay lên, chậm rãi hướng huyết phân ở trong không trung bay đi. Kết quả này khiến cho Lăng Ngọc Linh há mồm trợn mắt, Tiểu Sơn cứ như vậy biến mất vào trong đám huyết vân. Hàn Lập lúc này đưa tay đánh ra một đạo pháp huyết vào không trung. Huyết vân quay cuồng rồi cuối cùng biến trở lại thành một cây tiểu phiên màu đỏ như máu dài mấy tấc, xích phiên này lóe lên rồi lướt tới phía Hàn Lập. Ánh sáng trong động quật lại trở về bình thường, chỉ có điều nguyên từ sơn dường như chưa từng tồn tại ở nơi này. Không gian bảo vật, Lăng Ngọc Linh rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, trên mặt có vẻ giật mình, kinh sợ bảo vật này chỉ có chút thần thông về không gian mà thôi, làm cho lăng đạo hữu chê cười rồi. Hàn lập cười nói, lập tức thần niệm đảo qua xích hồn phiên, lộ ra vẻ hài lòng. Có không gian thần thông, lại có thể đem nguyên từ sơn thu vào trong, chỉ sợ cả nhân giới này cũng không có mấy cái, vậy mà Hàn huynh lại có thể sở hữu một kiện. Lăng Ngọc Linh trên mặt biểu thị sự sợ hãi, nhưng đành nở một nụ cười khổ, Năm đó thiên tinh song thánh dùng phương pháp này bắt chẹt hàn lập phải ở lại tinh cung mới có thể tu luyện được nguyên từ thần quang, tình thế bây giờ thì dù cho thủ đoạn xảo diệu vạn phần cũng đành vô kế khả thi. Nàng trong lòng thầm thở dài một hơi, rốt cuộc hoàn toàn dập tắt hy vọng chiêu dụ hàn lập trong lòng. Huyết quang trên tay chợt lóe, tiểu phiên liền biến mất vô ảnh vô tung, hàn lập sau khi suy nghĩ một lát liền mỉm cười nhìn nàng nói. Ta cũng muốn ở lại quý cung một khoảng thời gian ngắn, cùng đạo hữu trao đổi một ít tâm đắc tu luyện, cũng muốn xem đạo hữu tu luyện rốt cục gặp phải vấn đề gì. Chẳng qua bây giờ, tại hạ có việc cần quý cung trợ giúp một phen. Hàn huynh từng có đại ân với bản cung, nếu cần trợ giúp gì thì chỉ cần yêu cầu là được, cần gì phải khách khí như thế, Lăng Ngọc Linh vừa ngẩn ra một lát nhưng liền cười khẽ đáp lại. Kỳ thật cũng không có gì, tại hạ muốn biết hành tung của Kim Giao Vương, nếu có thể tìm ra vị trí chính xác của yêu vật này thì càng tốt. Hàn Lập bình tĩnh nói, Tựa hồ chỉ là việc nhỏ không đáng nói, thế nhưng Lăng Ngọc Linh vừa nghe được trong lòng chợt động, trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia dị sắc. Hàn huynh muốn biết hành tung của Kim lão yêu, chẳng lẽ đạo hữu muốn, lời cuối nàng vừa định nói ra nhưng cuối cùng cũng kịp nuốt lại. Tại hạ tìm Kim giao vương tự nhiên có việc cần làm, Lăng đạo hữu cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần biết tại hạ sẽ không để quý cung liên lụy vào chuyện này là được, chẳng lẽ việc này khiến đạo hữu quá mức khó xử. Hàn Lập liếc mắt nhìn nàng một cái, lông mày nhứng nhẹ lên. Hàn Huynh vốn có đại ân đối với bổn cung, cho dù có chuyện khó xử thế nào cũng không hề từ chối, chẳng qua, bổn cung trước đây đã rút toàn bộ nhân thủ tại hải ngoại về, mà Kim Giao Vương lại là thập cấp yêu thú, việc tìm hiểu hành tung này chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian, Lăng Ngọc Linh lắc lắc đầu, thần sắc bát lên vài phần ngưng trọng. Thời gian có dài một chút cũng không hề gì, chẳng qua chỉ là mấy năm mà thôi, Hàn Mỗ có thể chờ được, Hàn Lập ảm đạm cười, trên mặt lộ ra vẻ lơ đánh. Nếu Hàn Huynh đã nói như thế... Bổn cung lập tức an bài nhân thủ, đạo hữu cứ chờ tin tốt đi, Lăng Ngọc Linh thấy vậy liền đáp ứng không hề do dự. Hàn Lập nghe xong lời hứa hẹn này thì gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau đó liền ly khai khỏi động quật, biến mất ngoài ngọc môn của thông đạo. Hai năm sau, tại một hoang đảo vô danh của ngoại hải, hai nhân ảnh đang huyền phù trên không trung bao gồm một nam một nữ tu sĩ, trong đó, nam tử có khuôn mặt bình thường nhưng lại có đôi mắt trong suốt mà nữ tử lại có tướng mạo thanh tú dáng người nhỏ xinh. Khuôn mặt hai người đều rất trẻ nhưng trên mặt nữ tử lại cung kính dị thường, hướng nam tử nói điều gì đó. Mà thần sắc nam tử không thay đổi, biểu tình nhàn nhạt nói. Theo lời người nói thì sắp tới Kim Giao Vương nhất định sẽ đi qua đảo này, hắn sẽ không đột nhiên thay đổi chủ ý, đi qua chỗ khác chứ. Thanh âm nam tử không lớn không nhỏ nhưng nữ tử vừa nghe xong thì lập tức kính cẩn trả lời. Hàn trưởng lão yên tâm, ta đã tìm hiểu kỹ càng rồi, cũng đã siêu hồn một gã cao gia yêu tu nên có thể xác định tin tức không có sai, phía dưới đáy của vùng biển phụ cận là chỗ sinh trưởng của một loại linh quả rất thưa thớt. Tuy rằng đối với nhân tộc chúng ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn nhưng lại có tác dụng trọng yếu được bộ tộc Giao Long, cứ 10 năm thì linh quả sẽ thành thục, Kim Giao Vương sẽ đến đây thu hái, nếu mà đem linh quả này nhổ lên đem gieo trồng chỗ khác sẽ lập tức khô héo nên bộ tộc Giao Long vẫn không thể di chuyển chúng được, hiện tại đúng là thời kỳ linh. Quả thành thục, trong tình hình hay, Kim Giao Vương nhất định sẽ tìm đến một chuyến, nữ tử trẻ tuổi tựa hồ đối với bộ tộc Giao Long cũng có chút hiểu biết, trả lời thập phần chắc chắn. Ừ, nếu đã như thế, ta sẽ ở đây mấy ngày chờ hắn, nam tử trầm giọng nói. Nếu đã đề cập đến vấn đề về Kim Giao Vương thì nam tử tự nhiên chính là Hàn Lập còn nữ tử lại là đệ tử do Lăng Ngọc Linh phái ra dẫn đường. Thông qua việc tinh cung trong hai năm toàn lực tra xét, rốt cuộc cũng thu được một ít hành tung của Kim Giao Vương, Hàn Lập đang tu luyện tại tinh cung liền tự mình theo nàng này, dùng truyền tống trận của tinh cung, lặng yên đi tới ngoại hải, mai phục tại nơi này. Chẳng qua cho tới nay cũng không thấy tung tích của Kim Giao Vương, Hàn Lập nhịn không được hỏi kỹ lại nữ tu này một lần. Mà nữ tử tinh cung này trả lời không chút do dự làm thần sắc hắn hòa hoãn vài phần. Hàn Lập vừa ho nhẹ một tiếng, định cẩn thận hỏi một ít sự tình thì khuôn mặt đột nhiên biến sắc, hướng mặt biển xa xa nhìn tới. Hảo, rốt cục cũng đã đến, theo khí tức đích xác là Kim Giao Vương, Người hãy lập tức ly khai để tránh nguy hiểm đi, Hàn Lập thần sắc vui vẻ, quay đầu lại hướng nữ tu phân phó. Nữ đệ tử này vừa nghe lời này của Hàn Lập, trong lòng run sợ, vội vàng thi lễ rồi hóa thành một đạo bạch quang hướng phía ngược lại bay nhanh đi. Mà Hàn Lập thì vung tay lên một cái, một bình nhỏ màu đen liền bay ra. Một cỗ ma khí bay ra, năm bộ xương người run rẩy hiện lên. Đi, Hàn Lập thần niệm vừa dục, năm bộ xương khô mang theo ma khí hướng bốn phương trời bay đi, trong nháy mắt đã mất dạng. Hắn lại đem túi linh thú thả ra, kết quả là 12 con z4 cánh bay ra, sau đó dưới sự phân phó của Hàn Lập liền hạ xuống hoang đảo, ẩn nấp. Hàn Lập nhìn mặt biển phía xa xa một cái, trên mặt nở một nụ cười lạnh, đột nhiên nhân ảnh hoàn toàn tiêu thất. Hắn thi triển một hơi nhiều thủ đoạn như vậy nhưng bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Không trung phía trên hoang đảo trong nháy mắt đã trở nên trống rỗng, phảng phất như chưa từng có người xuất hiện tại nơi này. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, phía chân trời xa xa một đạo linh quang chợt lóe một vàng một xanh hai đạo quang mang bay vụt đến tiếng xé gió vang lên trên mặt biển rộng hào quang chợt tắt sau đó hiện ra hai đạo nhân ảnh bay đến một người hình dáng khôi ngô mặc một thân kim bào còn tu sĩ còn lại có một mái tóc xanh dáng người cao gầy mặc thanh bào trên đầu đội ngân quan hai người vừa hiện thân thì tên đại hán thân mặc kim bào khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm đột nhiên hiện ra một tia nghi ngờ ánh mắt như chấp đảo qua mọi nơi nhưng vẫn chưa hề phát hiện sự tình dị thường nào như thế nào kim đạo hữu phát hiện có chuyện gì không ổn sao tên thanh bảo tu sĩ thấy vậy thần sắc có chút kinh ngạc hỏi một câu lúc trước hình như có người dùng thần niệm tra xét chúng ta nhưng tia thần niệm kia quá sức mỏng manh ta cũng không thể xác định có phải ảo giác hay không nữa kim bào đại hán nhướng mày có chút không chắc chắn nói nếu chuyện đó xảy ra chẳng phải đối phương có thần niệm so với kim huynh mạnh hơn rất nhiều sao điều này làm sao có thể chứ thanh bảo nhân vừa nghe thấy lời này bèn cười nói phong huynh đã quá đề cao kim mỗ rồi lão phu tuy rằng được xương tụng là kim giao vương nhưng trên thực tế chỉ huy phong chỉ được biết đến ở hải vực phụ cận mà thôi một khi ra khỏi loạn tinh hải thì cũng không có gì đáng kể kim bảo đại hán lại lắc đầu thần niệm lại đảo qua hoang đảo một vòng nhưng không phát hiện chuyện gì bất thường rồi mới yên lòng lại hắn hiển nhiên không biết ngũ ma đã phân tán ra rất xa mà lục rực xương công lại trốn sâu dưới đất mấy trăm trượng về phần hàn lập thì thần niệm hơn xa hắn nên tự nhiên càng không thể bị phát hiện Kim Huynh thực quá khiêm nhường rồi, trong thiên hạ này ngoài hóa thần kỳ tu sĩ ra thì có ai có thể gây khó khăn cho Kim Huynh, chẳng qua nếu đạo hữu không mang phong mỗ đến đây thì tại hạ cũng không thể ngờ Long Lân quả lại sinh trưởng tại chỗ này. Thanh bào tu sĩ tuy rằng đối với lời nói của đại hán có chút không cho là đúng nhưng vẫn cười nói, nịnh hót đối phương vài câu. chương 1250, Long Lân Quả, lão phu năm đó cũng là vô ý mới phát hiện được cây này. Sau mỗi 10 năm sẽ đúng giờ tìm đến hái quả, trong một ít điển tịch của nhân loại có đề cập đến điều thần kỳ của linh quả này, ăn vào thì ngay cả phi thăng đều có thể được, nhưng cao giai tu sĩ của nhân loại vẫn không để vào mắt, vẫn cho là vật vô dụng, bọn chúng nghĩ rằng bộ tộc giao long chúng ta ai cũng thích vật này chẳng qua chỉ là thỏa mãn ăn uống sao. Nào ai biết loại linh quả này tuy không có điều thần kỳ như điển tịch ghi lại nhưng nếu thường xuyên ăn thì sau này có thể thoát thai hoàn cốt, mạnh mẽ vô cùng, chính là không dùng thường xuyên nên không thể phát hiện ra huyền cơ này. Linh quả này trên đời tồn tại rất ít nên tu sĩ nhân loại không có cơ hội biết được điều này. Chẳng qua phong đạo hữu lại cũng biết bí mật này, lại có phương pháp nhổ cây này lên đem về gieo trồng khiến cho lão phu cũng có điều ngoài ý muốn. Kim bảo đại hán quay đầu nhìn chằm chằm vào thanh bảo tu sĩ, trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Tại hạ chẳng qua tại di hài của một vị thượng cổ yêu tộc lưu lại tâm pháp cho biết ảo diệu của long lân quả cùng phương pháp nhổ lên. Nghe nói hiệu quả của linh quả này đối với việc cải tạo thân thể tuy rằng cực kỳ nhỏ bé nhưng nếu có thể dùng thường xuyên, tích lũy nhiều năm thì có thể cải tạo thân thể có thể so sánh với chân long thân thể, chẳng biết việc này là đúng hay sai. Thanh bào tu sĩ ung dung trả lời, trên lý thuyết thì có thể, nhưng thực tế căn bản lại không có khả năng, nếu đem tất cả long lân quả trên thế gian này tụ tập lại một chỗ cũng vô pháp cung cấp đại lượng linh quả như thế. Điều này làm cho một gốc long lân quả đối với giao long tộc chúng ta quý hiếm dị thường. Nếu không phải phong đạo hữu tự tin 10 phần nói là có phương pháp có thể nhổ trồng, bổn vương sẽ không đem người đến đây, kim bào đại hán thần sắc ngưng trọng nói ha ha, phong hy ta cùng đạo hữu giao tình không ít, sao lại có thể nói bừa để lừa gạt được, chính Kim Huynh cũng đáp ứng ta việc này đó thôi. Tên thanh bảo yêu tu này chính là con cửu cấp liệt phong thú năm đó truy đuổi, thiếu chút nữa lấy đi mạng nhỏ của Hàn Lập, còn tên Kim bảo đại hán kia tất nhiên chính là Kim Giao Vương. Hiện nay nó cùng hình dáng nửa người nửa giao trên bích linh đảo ngày đó khác nhau rất nhiều, thoạt trông giống như một nhân loại tu sĩ vậy. Chỉ cần tin tức của phong đạo hữu không sai, bổn vương sẽ không nuốt lời, đem vài cọng linh dược kia tặng cho đạo hiếu, kim giao vương khoát tay ngăn lại. Phong Hy nghe lời này, trên mặt hiện ra thần sắc vui vẻ, hai tay liền ôm quyền cảm ơn nói. Mấy cọng linh dược kia đối với tại hạ rất có tác dụng, ta trước hết cảm ơn đạo hiếu. Những lời thừa này không cần nói nữa, hết thảy cứ đợi người có khả năng nhổ cây thành công hay không rồi nói, kim giao vương thản nhiên nói. Yên tâm, nếu không có vài phần chắc chắn, tại hạ sao có thể tùy tiện làm phiền kim huynh, Loại phương pháp này chính là do vị thượng cổ yêu tộc kia nghiên cứu ra, không riêng gì đối với Long Lân quả mới có tác dụng, chính là đối với các loại linh thảo linh mộc khác cũng hữu hiệu, Phong Hy tự tin 10 phần nói. Hắc hắc, cứ biết là thế đi, Kim Bảo đại hán tựa hồ cũng không tin tưởng lắm. Phong Hy thấy vậy thì cũng không nói thêm nữa, thanh quang trên người chợt lóe, thong thả bay xuống. Chậm đã, Phong Hy vừa động lại bị Kim giao Vương ngăn lại, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Ta vẫn cảm thấy có điều không ổn mơ hồ có một cảm giác giận người, đợi ta dùng bí thuật cẩn thận kiểm tra một lần, để tránh có chuyện xảy ra, Kim Bảo Đại Hán sắc mặt âm trầm nói. Vừa nghe Kim Giao Vương nói lời đó, Phong Hy trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái nhưng cũng không dám nói gì, đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Kim Bảo Đại Hán hé miệng phun ra một viên châu màu vàng kim rực rỡ, một tay đặt lên trên viên châu đem viên châu áp lên chán mình, hai mắt từ từ nhắm lại. Thời gian trôi qua, hào quang trên viên châu đại thịnh mà trên mặt kim giao vương hiện ra một tia cố hết sức. Khỏa bảo châu này là một loại bảo vật phụ trợ hiếm thấy, có thể mạnh mẽ đem thần thức tu sĩ phóng đại lên, tác dụng rất lớn. Có bảo châu này phụ trợ, kim giao vương thần niệm phóng ra bây giờ tăng lên gấp dưới so với trước, vô luận độ cường đại hay phạm vi tìm kiếm đã hơn xa lúc trước. Sau khi tìm kiếm qua một lát, kim giao vương thần sắc biến đổi, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, hai mắt mở to, đem viên châu trên trán thu lại, miệng hét lớn một tiếng. Kẻ nào dám lén lút theo dõi bổn vương, còn không mau lăn ra đây cho ta. Một tiếng quát như sấm vang lên, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Phong Hy đang đứng một bên nghe thấy lời nói của đại hán thì kinh nghi, đồng dạng cũng đem thần thức thả ra, thần sắc chợt biến đổi. Cặp mắt của Kim Giao Vương đang nhìn chầm chầm vào một địa phương trên hoang đảo, khuôn mặt hiện lên vẻ cực kỳ băng hàn. Thật không nghĩ tới trong tay các hạ còn có loại bảo vật này, hàn mỗ đã tính sai một bước rồi một thanh âm của nam tử xa lạ truyền đến tại địa phương kim giao vương nhìn linh quang chợt lóe lên một đạo thanh quang bắn ra bay đến cách nhị yêu chừng mười trượng rồi dừng lại hiện ra một gã nam tử trẻ tuổi bình tĩnh nhìn nhị yêu là ngươi lệ tiểu tử kim giao vương cùng phong hy vừa nhìn thấy khuôn mặt của hàn lập đồng thời kêu lên chỉ có điều khuôn mặt hai người hoàn toàn bất đồng phong hy vừa mừng vừa sợ còn kim giao vương thì vẻ mặt cảnh giác sao chẳng lẽ phong đạo hữu biết người này Đồng tử Kim Giao Vương co rút lại, lạnh lùng hướng Phong Hy hỏi. Kim Huynh, người này chính là tên năm đó sát hại lệnh tôn, cướp đi bảo vật mà ta luyện chế, thật không nghĩ đã nhiều năm như vậy mà hắn còn dám một lần nữa xuất hiện tại ngoại hải. Bây giờ thì nói gì cũng không thể để hắn chạy thoát được, gì, tu vi của hắn, Phong Hy đầu tiên là hưng phấn dị thường, nhưng thần niệm vừa đảo qua thân hình hàn lập một cái thì sắc mặt nhất thời đại biến, toát ra biểu tình khó có thể tin được. Hư chạy thoát ngươi chẳng lẽ không thấy hắn chủ động tìm đến gây phiền toái sao kim giao vương hai mắt lóe lên kim mang âm trầm nói không có khả năng năm đó hắn chẳng qua chỉ là kết đan kỳ tu sĩ mà thôi hiện tại thế nào lại có tu vi đáng sợ như vậy hắn thật sự đã tiến dai lên đại tu sĩ sao hàn lập cũng không hề che giấu tu vi của mình phong hy sau khi cảm ứng thấy thì trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ phong đạo hữu mấy trăm năm qua hơn phân nửa đều bế quan khổ tu xem ra còn chưa nghe qua sự tình phát sinh trên bích linh đảo người này chính xác thật sự là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hiện tại lại tìm đến hai chúng ta khẳng định không phải chuyện tốt lành gì chúng ta tốt nhất phải cẩn thận đối phó mới được kim giao vương khẽ nhích môi truyền âm nói phong hy liếm môi theo bản năng gật đầu nói ngay khi nhị yêu đang nhìn chằm chằm vào hàn lập khuôn mặt ngưng trọng thì hàn lập lại mở miệng nói nguyên bản hàn mỗ chỉ đến tìm kim đạo hiếu lại không nghĩ có thể tái kiến một vị cố nhân khác tại nơi này quả thật có chút vui mừng ngoài ý muốn, xem ra không uổng công ta lặn lội một chuyến, hàn lập hai tay để sau lưng, ánh mắt đảo qua thanh bảo yêu tu một cái, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Muốn tìm kim mỗ, chẳng lẽ người cảm thấy cực phẩm linh thạch kia cầm vào có chút phòng tay, muốn trả lại cho lão phu sao? Kim bào đại hán cười dữ tợn, không hề khách khí hỏi. Cực phẩm linh thạch đối với tại hạ còn có việc phải dùng, rất tiếc không thể làm theo ý đạo hữu được. Tại hạ lần này đến đây chỉ là muốn mượn yêu đan của đạo hữu dùng một chút, không biết đạo hữu có muốn phun ra để miễn cho ta và ngươi phải động chân động tay một phen, đỡ phải mất hòa khí chăng? Hàn lập chuyển ánh mắt sang người đại hán nói làm cho nhị yêu cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Mượn nội đan của bổn vương, ngươi dám đứng trước mặt ta nói lời này sao? Hảo, nếu ngươi đã muốn lấy nó thì cứ tự mình đến lấy đi. Kim giao vương cười lên một cách điên cuồng, trường bào màu vàng kim trên người đột nhiên nổi lên một tầng kim mang sáng bóng, trong nháy mắt biến ảo thành một kiện chiến giáp ánh kim rực rỡ. Cùng lúc đó, lão yêu đầu thả ra linh quang trói mắt tiếp theo hai gò má hiện ra một lớp lân phiến rực rỡ ánh vàng một cái đuôi bỗng nhiêu xuất hiện ở phía sau yêu vương này cũng thật tỉnh táo đem thân hình biến thành hình thái chiến đấu nửa người nửa yêu một tay chụp vào hư không một cái một cây trường thương màu vàng hiện ra ngân hồ không ngừng chớp động trên trường thương hắn không chút do dự vung tay lên trường thương vang lên tiếng lôi minh hào quang lóe lên rồi tiêu thất nhưng ngay sau đó hiện ra ngay trước người hàn lập toàn thân trường thương phóng ra một tầng điện quang hình cung hung hăng dâm tới. Yêu vương này vừa nói liền ra tay, không hề nói thêm. Hàn lập trong lòng thầm dùng mình nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị nên không hề lưỡng lự, một tay đưa vào trong tay áo lấy ra một vật nhẹ nhàng vung lên. Ngân quang chợt lóe lên trước người, một đóa ngân liên lớn vài thước quỷ dị hiện ra. Kim sắc trường thương kia liền chui vào trong tâm của ngân liên. Oanh một tiếng vang thật lớn vang lên, ngân liên kịch kiệt chấp động, từ giữa phóng ra thất sắc Phật quang nhưng lại đem kim sắc trường thương dũng mãnh vô song kia cản lại, hào quang trên ngân liên chợt tắt, bọ dáng phi thường thoải mái. Hàn lập hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, nhất thời từ sau lưng một tiếng sét vang lên, một đôi cánh màu trắng xanh hiện ra, nhẹ nhàng chấp động vài cái, nhân ảnh liền bắn về phía sau hơn 10 trượng, một lần nữa ổn định lại thân hình, khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc. Phong lôi xí, Phong Hy vừa nhìn thấy cặp cánh thì không khỏi tức giận hô to, lúc này tay áo vung lên, hai tay lóe lên hồng quang, sau đó hiện ra một cặp đoàn qua. Hắn giơ tay lên, hai kiện đoàn qua liền hóa thành hai đạo xích mang hướng thẳng đến Hàn Lập định đánh úp. Hàn Lập lạnh lùng nhìn yêu vật này một cái hừ lạnh một tiếng, từ trong miệng phun ra một đoàn hào quang, bên trong có một tiểu đỉnh chỉ có mấy tấc. Đúng là hư thiên bảo đỉnh, Hàn Lập sử dụng thông bảo quyết thúc dục, tiểu đỉnh liền vang lên tiếng thanh minh sau đó tự mình bay đi. Âm thanh xé gió truyền đến, hai đạo xích mang kia đã bay đến đỉnh đầu của Hàn Lập, sau khi xoay quanh một cái liền đồng thời giao nhau chạm xuống, muốn chém thẳng xuống người Hàn Lập, nhưng Hàn Lập lại vươn một ngón tay nhắm vào tiểu đỉnh, nhẹ nhàng điểm một cái. Xì xì một tiếng, một chùm thanh ti từ trong đỉnh bắn ra chia thành hai liền đem lưỡng đạo xích mang quấn chặt lại. Phong Hy kinh hãi vội vàng bấm tay niệm thần chú, định thúc dục bảo vật phá vây. Nhưng chỉ trong phút chốc hắn phát hiện hoàn toàn mất đi liên hệ cùng đoàn qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bị thanh quang cuốn vào trong tiểu đỉnh. Phong Hy nhìn thấy cảnh này, Động tác trên tay đình trệ lại một chút, không khỏi đứng ngây ra như phỗng. Chương 1251, lực áp nhị yêu. Hai kiện giáo ngắn này năm xưa khi hắn giết một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã thu được, nó cũng có vài phần thần thông bất phàm. Thế mà hôm nay còn chưa kịp phát ra được chút bản lãnh nào thì đã bị chiết tiểu đỉnh kia hút mất, đã thế lại còn trông rất dễ dàng, tựa như trả phí tí hơi sức nào cả. Phong Hy trong lòng có chút sợ hãi, Phong đạo hữu hãy cẩn thận tiểu đỉnh này có thể chính là linh bảo được mọi người đồn đại, hư thiên đỉnh. Người với ta cùng liên thủ là tốt nhất, một kích không thành công, kim giao vương cũng không tùy tiện xuất thủ tiếp, mà là đưa tay một chiêu đem trường thương màu vàng thu trở về, đồng thời miệng nhắc nhở. Hư thiên đỉnh, được, cứ y như lời đạo hữu nói đi, nếu có thể diệt sát người này, thì chiếc đỉnh phong mổ cũng không cần. Chỉ cần để lại phong lôi xí do tại hạ luyện chế là được. Phong y trong lòng điểm qua một chút chuyện xưa, có vài phần buồn bực cùng xấu hổ, nhưng miệng thì hung tợn nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Kim Giao Vương nổi lên một tràng cuồng tiếu, trên người kim giáp quang mang đại thịnh, kim quang trói mắt phẳng phát hiện lên, tựa như là ánh nắng chói trang khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hiển nhiên yêu vật này đã đem pháp lực trong cơ thể vận lên đến cực hạn. Cùng lúc đó, một màn khó có thể tin nối hiện ra. Chỉ thấy kim giao vương huyết sáo một tiếng, chỉ thấy từ dưới sườn lóe lên một cái đã hiện ra hai cánh tay được phủ đầy kim lân hai cái cánh tay hướng tới hư không vung một chảo linh quang chợt lóe lên trên một tay liền xuất ra một thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang tay kia thì hiện ra một tiểu thuận ánh vàng rực rỡ mặt thuẫn phân bố đẩy những phiến vải nhỏ như đồng tiền tựa như như kim giao vương lấy lân giáp của chính mình luyện chế thành vậy bàn tay còn trống còn lại của yêu vật thì nắm lại kết quyết tựa hồ đang thi triển bí thuật gì đó hàn lập thấy vậy hai mắt nhíu lại trong đầu hiện lên hình ảnh về phạm thánh chân phiến nhớ lại hình ảnh liên quan đến cổ ma sắc mặt không khỏi trầm xuống. Phong Hy thì một tay cởi trường bào trên người xuống, nửa thân trên ở chân. Tiếp theo thân hình cong lại, trên lưng nổi lên hai cục u, đột nhiên từ trong cơ thể xuất hiện hai chiếc cánh có lông vũ bao phủ giang rộng ra hai bên. Chiếc cánh có thể biến lớn hóa nhỏ, xanh biếc xinh đẹp. Cơ hồ cùng lúc đó, khuôn mặt nhân loại của con liệt phong thú này bỗng xám đen lại, hai tay dần biến thành một đôi lợi trảo, năm ngón sắc bén dị thường, hàn quang chớp động làm người ta phát lạnh yêu vật này xem ra đã hình thành bán yêu hình thái xem ra hai vị tính toán cậy đông hiếp ít thế cũng tốt vậy đừng trách hàn mỗ cũng tìm mấy trợ thủ khóe miệng hàn lập khẽ nhếch lên vài cái nhẹ nhàng cười kim giao vương cùng phong hy ngẩn ra chưa hiểu hàn lập nói lời này có ý tứ gì thì liền thấy từ xa xa phía chân trời đồng thời vang lên mấy tiếng minh minh quái âm phảng phất có vật gì đang từ không trung bốn phía phóng nhanh đến đồng thời phía dưới nơi hoang đảo bạch quang chợt lóe từ đó thoát ra 12 đạo bạch khí, bên trong mơ hồ có vật gì đó nhằm thẳng không chung mà phóng tới. Mau ra tay, trước khi trợ thủ của hắn đến, phải đánh chết hắn trước. Kim Giao Vương trên mặt vẻ giữ tợn chợt lóe trong miệng hét lớn một tiếng. Lập tức trên tay hắn pháp quyết dừng lại, liền sau đó một đạo cột sáng thô to màu vàng liền phun ra, thân hình trợt động, ba cánh tay cầm binh khí nhất thời vung ra, để lại một đạo tàn ảnh bắn về phía Hàn Lập. Một bên phong hy cũng không dám chậm trễ, hai cánh mở ra, thân hình ở giữa không trung trở nên như có như không, cũng hóa thành một đạo thanh ảnh nhàn nhạt, nhạt phóng ra. Hàn lập gặp tình hình này, đuôi lông mày khẽ chấp, cũng không tránh né, một tay vừa nhấc, một cái mộc thước xanh biếc di động, quay tròn ở trong lòng bàn tay. Trước người ngân liên quang mang đại phóng, đưa thân hình che đậy ở tại trong đó. Đồng thời tay kia nhoáng lên, một đoàn quang mang ba màu mạnh mẽ phóng ra, biến thành tam sắc vũ phiến. Hàn lập một tay cầm phiến, đón đầu cột sáng đang bắn tới một cột lửa ba màu từ mặt phiến tuôn ra, cùng với cột sáng màu vàng phía trước ngân liên va chạm. Chỉ nghe phốc một tiếng, cột sáng được kim giao vương dùng tinh thuần yêu lực hóa thành, thế nhưng vừa đụng tới tam sắc hỏa trụ, liền khựng lại rồi bị hỏa diễm nuốt sống vào trong hỏa trụ. Kim giao vương đang đánh tới sát phía sau, gặp tình hình này, trong lòng cũng dùng mình, nhưng thân hình cũng không có chút nào ngừng lại, một cánh tay phía dưới sườn đột nhiên vung lên. Kim quang chấp động, chiếc dao lân thuẫn đã được tung ra, liền hóa thành một quầng sáng dày đặc, đem thân hình bảo hộ phía trong, đồng thời hai cái tay còn lại cũng liên tục huy vũ. Bạch sắc kiếm quang, cùng với quang mang của kim thương, chớp mắt đã biến thành một trời đầy những mũi nhọn công kích, hướng tam sắc hỏa diễm trụ đánh tới như cuồng phong bão vũ. Cũng không biết này kim thương cùng bạch sắc trường kiếm là loại bảo vật ra sao, chẳng những sắc bén dị thường, cũng không e ngại chút nào trước nhiệt độ cực cao của tam sắc hỏa diễm. Kim bạch lưỡng sắc mang võng trùm tới, lại đem tam sắc hỏa diễm đánh cho bạo liệt sau đó ép cho vầng sáng còn lại tiêu tan, Hàn Lập có chút kinh ngạc, bất quá cũng không xem chuyện này vào đâu. Bởi vì Phong Hy biến thành tàng ảnh xanh nhạt, không biết thi triển loại độn thuật gì, chỉ xoay người một cái, bỗng nhiên đã phóng đi ba bốn mươi trượng cự ly, từ chính diện đã vòng sang phía bên. Hai cánh vỗ mạnh một cái, lợi trảo cũng nhanh chóng đánh xuống. Tiếng xé gió vang lên mạnh mẽ, từ trên đôi cánh bỗng nhiên bắn ra vô số long vũ màu xanh, tựa như mưa tên vậy, đồng thời hai cái lợi trảo huy vũ đánh xuống, vô số đạo trảo mang cũng tùy thời di động, nhất thời đã đem ngân liên của Hàn Lập bao phủ vào trong vòng công kích. Hàn Lập nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phong Hy hùng hổ công kích, lại phảng phất như không thấy, ngược lại hé miệng một cái, mấy đạo kim mang chợt lóe lên bắn ra. Tiếng vang nặng nề liên tiếp truyền đến, vô luận thanh vũ hay trảo mang, đánh tại phía trên cự liên màu bạc, chỉ thấy liên ảnh xoay tròn, những loại công kích này liền giống như nê như nhập hải, một chút hiệu quả cũng không thấy đâu. Phong Hy khuôn mặt lúc này rốt cổ ốc cũng hiện ra một tia sợ hãi thì bỗng nhiên thấy vô số khẩu kim sắc tiểu kiếm chợt lóe lên đã quỷ dị bắn tới trước mắt yêu vật này hiển nhiên bị dọa cho hoảng sợ hai cánh sau lưng không chút lưỡng lự vẫy động thân hình liền mơ hồ biến mất kiếm khí chợt lóe tiểu kiếm liền liền phóng tới nhưng lập tức phong hy thân hình tiêu thất chỉ là còn lưu lại một đạo hư ảnh sau một khắc phong hy lại xuất hiện tại một địa phương bên ngoài cách mười trượng sắc mặt có chút trắng bệch tựa hồ mới vừa rồi thuấn di đã làm hao tổn không ít pháp lực hàn lập nhướng mày không nghĩ tới yêu vật này cũng tinh thông phong độn thuật như thế, nếu muốn diệt sát đối phương, chỉ e phải mất một phen động chân động tay. Trong lòng tự đánh giá như thế, hắn thần niệm thôi thúc, những khẩu tiểu kiếm đã lượn vòng quay đầu lại, lần nữa hóa thành kim quang cấp bách đuổi theo phong hy. Phong hy sắc mặt âm hàn, hai cái móng vuốt hướng hư không chậm rãi vung một chảo. Nhất thời hiện ra một cái cự chảo màu xanh di động ở giữa không trung nhoáng một cái liền đem mấy khẩu phi kiếm tất cả bắt vào trong tay. Yêu vật trên mặt lộ ra một tia nanh ác, trong lòng bí thuật nhất thời thôi thúc cự trảo màu xanh năm ngón tay dùng lực định mạnh mẽ đem mấy khẩu phi kiếm phá hủy nhưng chỉ thấy phía trên trảo thanh mang hiện liên liên tục nhưng mấy khẩu phi kiếm nọ lại cứng rắn vô cùng một chút bộ dáng tổn thương cũng không có phong hy trong lòng nhất động nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ ra phương pháp gì thì mấy tiếng vù vù truyền đến vài khẩu phi kiếm màu vàng thừa dịp tâm thần của hắn buông lỏng liền từ trong cự trảo vùng thoát ra rồi vòng ngược lại vây quanh cự trảo liền dễ dàng đem móng vuốt chạm thành mấy khối. Mấy khối tàn tích của thanh chảo chợt lóe rồi tán loạn biến mất. Những khẩu phi kiếm phương hướng chợt biến đổi, thông linh cực kỳ lại lần nữa tề hướng phong hy bắn nhanh đi. Lần này, trong lòng phong hy thật sự hoảng hốt, hắn vội vàng hé miệng một cái, một cái ngọc bát màu xanh ngọc xuất ra bay đến trước mặt, quay tròn vừa hạ xuống, bỗng nhiên hóa thành một chiếc màn màu xanh hướng phi kiếm đối diện quét tới. Hai bên vừa tiếp xúc, xoẹt xoẹt, vài tiếng giòn vang truyền đến, trên mấy khẩu phi kiếm, kim quang đại thịnh đã đem màn xanh phá nát, dễ dàng xuyên thủng mà ra. Phong Hy sắc mặt đại biến, cũng không dám ở tại chỗ đón đỡ vài khẩu phi kiếm, sau lưng hai cánh rung lên, liền hóa thành một đạo thanh mang hướng một bên bỏ chạy. Mấy khẩu kim sắc tiểu kiếm đồng dạng phương hướng biến đổi, vô thanh vô tức theo đuổi không bỏ, tốc độ cũng không chậm hơn chút nào so với Phong Hy. Lúc này, yêu vật chỉ có thể âm thầm kêu khổ bỏ chạy. Không thể làm gì khác hơn là mang theo mấy cái đuôi bám sau, tạm thời tại vùng phụ cận bay loạn đầy trời. Ánh mắt khẽ đảo qua kim giao vương phía bên kia, kết quả, trong lòng hắn càng trầm xuống. Bên kia kim giao vương sau khi phá xong tam sắc hỏa trụ, thì lập tức vào tới trước người hàn lập, mấy kiện binh khí vây quanh liên hoa màu bạc mà đánh liên hồi không ngừng, không ngờ thật sự có thể đem ngân liên đánh thành bộ dạnh có chút tán loạn, khẽ mở ra. Nhưng bên trong ngân liên, hàn lập chỉ cầm tiểu thước xanh biếc nhẹ nhàng huy động vài cái, cương cháo do liên ảnh tạo thành vừa mới chuẩn bị tan rã thì tại liên tâm đã xuất ra thất sắc Phật quang, nhấp nháy vài cái liền di hợp lại như ban đầu. Kim Giao Vương bộ dạng lúc này căn bản không làm gì được đối phương. Phong Hy con người xoay chuyển vài cái, không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem chính mình có nên hay không quay đầu chạy trốn. Hiển nhiên lúc này Hàn Lập Thần thông quá sức to lớn so với tưởng tượng. Chỉ với vài khẩu phi kiếm đã lợi hại như vậy, đồng thời ứng phó hai người bọn hắn mà cứ như không. Nhưng vào lúc này, tự nhiên độn quang của yêu vật này dừng lại, đã dừng ở tại chỗ, hiện ra thân hình bán yêu của Phong Hy. Bởi vì không biết khi nào, xung quanh đồng thời xuất hiện ra hơn 10 con rết trắng như tuyết, sau lưng mọc lên bốn cánh, toàn thân trong suốt lóe ra. Lục rực xương công, thấy mấy con rết này, Phong Hy đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức thất thanh hô lên, sắc mặt chớp mắt đã trở nên khó coi cực kỳ. Phía bên kia, sau khi điên cuồng công kích, Ngân Liên Kim Giao Vương cũng đột nhiên dừng công kích lại, bỗng hóa thành một đạo kim hồng phá không mà chạy, hiển nhiên là có ý định muốn rút lui trong liên ảnh lại truyền ra thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập. Xem các hạ bây giờ mới muốn chạy, thực đã quá muộn rồi. Cùng với lời nói vừa xuất ra, đột nhiên từ trong liên ảnh bắn nhanh ra 10 đạo hồng ti nhanh vô cùng, sau khi chấp động vài cái, đã đem yêu vật này vây lại. Lập tức hồng quang thiểm hạ, mấy tia tơ lửa đã biến thành vô số sợi dây lửa thô to, xích hồng hỏa diễm quay cuồng, chấp cái đã đem yêu vật này bao phủ ở tại trong đó. Cùng lúc đó, trên trời cao đột nhiên xuất hiện một trận ma phong xám trắng bạo khởi, từ giữa bay vụt ra năm con sa niệm tiểu quỷ đầu, trên mỗi gương mặt xanh lét quấn vòng răng, tiếng vang lên không ngừng, nhao nhao chui vào trong biển lửa, không chút nào kiêng kỵ hỏa diễm, đỏ đậm. Trong hỏa diễm lập tức truyền ra tiếng giống to kinh sợ của Kim Giao Vương, thanh âm thê lương cực kỳ, phảng phất như gặp phải chuyện gì đó làm hắn cực kỳ sợ hãi. Chương 1252, thối cốt quyết. Phong Hy nhìn thấy cảnh này, lòng cảm thấy phát lạnh. Chưa cần nói chuyện Hàn Lập có lại xuất thủ với hắn không, chỉ riêng đám lục rực xương công ở bốn phía đã khiến cho hắn mệt bờ hơi tai rồi, khó có thể ứng phó rồi. Trong lòng gã lập tức quyết định, Phong Hy không nói hai lời, hai tay khắp quyết, nửa thân trên xích lóa, da thịt trở nên đỏ tươi, tiếp theo thanh âm xoẹt, xoẹt vang lớn, vô số huyết ti từ trong trong da bắn nhanh ra, hóa thành đoàn đoàn huyết phụ, trong chớp mắt đã bao phủ cả thân hình. Tiếp đó, yêu vật này hít sâu một hơi, hai cánh chuyển động, định phát động bí thuật chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, ở dưới chân gã truyền đến tiếng phạm âm chi thanh thật mỹ diệu, một cỗ hấp lực cực mạnh bỗng nhiên phủ lên thân thể. Yêu vật này liền cảm thấy thân thể căng cứng, vô pháp mảy may nhúc nhích, pháp lực trong cơ thể đồng thời bị ngưng trệ, không thể khống chế. Lúc này Phong Hy mới hoảng sợ giật mình phát hiện phía dưới chân, không biết khi nào đã hiện ra một đóa cửa đại ngân liên, các cánh hoa đang từ từ nở rộ ra, từ trong tâm hoa phát ra một luồng thất sắc Phật quang vừa khéo giam gã vào trong. Trong lòng yêu vật vô cùng hoảng sợ, vội vàng thúc giục pháp quyết, muốn phá vây. Nhưng 12 con lục rực xương công ở xung quanh đã chờ từ lâu, nhân cơ hội này bọn chúng lập tức phun ra hàn khí cuồn cuộn. Chỉ thấy hàn khí minh mông trắng xóa trục xuống, bao phủ cả huyết vụ vào bên trong, lập tức bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết của phong hy. Hàn lập đứng ở phía xa, ánh mắt nhàn nhạt thưởng thức kiện bát linh xích đang cầm trong tay, căn bản không thèm nhìn về phía này. Tất cả sự việc xảy ra đều nằm trong sự tính toán của hắn. Lúc này, trong hỏa hải ở bên kia, thanh âm kim giao vương hốt nhiên tắt nghẽn. Hàn lập trao mày, không khỏi ngẩng đầu xem điều gì xảy ra. Ở trung tâm hỏa hải đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong phút chốc hỏa diễm bắn ra tứ tán. Tiếp đó từ giữa vô số đóa hỏa diễm, chợt vèo một tiếng, một vật gì đó bắn ra cực nhanh. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, sau lưng phát ra tiếng lôi minh chi thanh, thân hình biến mất. Sau một khắc, vật nọ đã bay vụt ra một khoảng cách khá xa liền dừng lại, một thân hình xuất hiện, thì ngay lập tức tại không trung phía trên chợt lóe bạch sắc hồ quang, thân hình của Hàn Lập cũng quỷ dị hiện lên, gương mặt bất động dòm xuống. Chỉ thấy phía dưới, vật vừa phi độn, rõ ràng là một bộ khung xương của một con tiểu dao sắp xỉ cỡ một thước, phát ra ánh sáng mê người. Toàn thân cốt dao phát ra kim quang chói mắt, giống như được đúc từ vàng ròng. Lúc này cốt dao đang ngầm trong miệng một khỏa kim sắc viên châu cỡ ngón cái, trong hốc mắt nó chớp động u u lục hỏa. Phía sau vang lên tiếng ô ô, năm con quỷ đầu cũng hỗn hển chạy ra khỏi hỏa hải, mặt mũi cho bụi tèm lem, bộ dáng có chút tổn thương. Kim sắc cốt dao thấy ngũ ma xuất hiện, thân hình liền động, lập tức hóa thành một đạo kim quang bắn đi, trong chớp mắt đã nhập vào hư không biến mất không thấy tâm tích. Hàn lập đứng trong không trung thấy cảnh này, bèn hừ lạnh một tiếng. Trên chán hắc quang chợt lóe, hiện ra một con mắt thứ ba, một đạo ô quang bắn ra, cũng đồng dạng biến mất trong hư không. Kết quả, một tiếng ngự nặng nề truyền ra, trong hư không lóe lên kim quang và hắc mang đang đan vào nhau, kim sắc cốt dao đã bị cường ngạnh bước quay trở lại, bản thân trao đảo té ngã mấy lần. Kim dao vương đang hóa thành cốt dao biết là, không xong rồi, vội ổn định lại thân hình, không chút do so dự muốn độn thêm lần nữa. Nhưng chỉ hơi trì hoãn một chút thì đã muộn, ở phủ cận xung quanh bỗng nhiên thanh quang chấp động, một chùm thanh ti giống như thiên võng đột nhiên từ trong hư không gần trong gang tắc bắn nhanh ra, không để cho cốt dao kịp chuẩn bị, đã đem nó quấn thành một cái đòn bánh tét, vô pháp mảy may nhúc nhích. Cơ hồ cùng lúc, một đạo kim quang dài hơn trượng từ trên trời bay vụt xuống, kim mang lóe lên, liền đem cốt dao chảm thành hai nửa. Một cỗ lục hỏa từ trong tàn thi cốt dao hốt hoảng bay ra, bộ dáng hoang mang rối loạn, muốn đào tẩu. Nhưng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, một tay vung chảo vào hư không một cái, trên không liền hiện lên một thanh sắc đại thủ, nhoáng một cái, đã bắt lục hỏa vào trong tay. Tiếp theo độn quang lóe lên, Hàn Lập đã đi ra phía trước, tay áo rung lên, một cái lục sắc tiểu bình xuất hiện. Pháp khí này ở trên không trung, quay một cái, miệng hướng xuống dưới, phún ra một cỗ hắc hà. Năm ngón tay của thanh sắc đại thủ buông lỏng, hắc hà liền cuốn tới đem lục hỏa hút vào trong tiểu bình. Hàn lập thu tiểu bình vào trong tay, thần niệm quét vào bên trong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ha, ha, tinh hồn của thập cấp yêu thú, chính là vật khó tìm trên thế gian. Thu lục sắc tiểu bình lại, hàn lập nhìn tới khỏa kim sắc viên châu và thi thể của cốt dao, không lưỡng lửa hút cả hai vật này tới gần. Không cần sờ hắn cũng biết, khỏa châu này chính là mục đích của hắn, chính là dao đan thuộc tính kim. Về phần thi thể của cốt dao, cha cũng có chút ý tứ đây. Màn vừa rồi trong hỏa hải, hắn đã thấy rõ ràng. Kim dao vương bị hỏa linh ti khóa chặt, lại bị ngũ ma cắn xé. Căn bản không thể thoát khốn, nhưng yêu vật này không biết tu luyện công pháp gì, có thể tự bạo huyết nhục, giống như hỏa tạc đạn đánh văng cả ngũ ma, tinh hồn hóa thành tiểu cốt dao, nhân cơ hội đó bỏ chạy ra ngoài như vậy kim giao vương cũng tương đương có hai cái thân thể nếu để nó chạy thoát ắt hẳn từ khung xương sẽ không khó gì tái sinh lại huyết nhục nói lại kim giao vương dù là thập cấp yêu thú đại danh đỉnh đỉnh yêu tu nhưng lại bị hàn lập suốt kỳ bất ý diệt sát cũng không phải là điều kỳ lạ hàn lập mang trên người hai kiện linh bảo cộng thêm sự phụ trợ của ngũ ma so sánh thực lực giữa đôi bên giống như người lớn và trẻ con căn bản không thể đánh đồng Thân thể của Kim Giao Vương mạnh mẽ hơn xa yêu thú bình thường, nhưng đụng với sự phòng ngự thần diệu dị thường của bát linh xích, tự nhiên vô phương phá vỡ trong một thời gian ngắn. Sau đó lại gặp thêm hỏa linh ti là loại bảo vật có danh khí không nhỏ ở linh giới, thêm vào ngũ ma hè nhau cắn xé thân thể, yêu tinh ma khí tương khắc, một thân đầy thần thông chưa kịp thi triển vài phần, liền bị giết thật là ngoài ý muốn. Hàn lập tò mò đứng nghiên cứu bộ kim sắc cốt một chút, rồi không do dự bỏ cả hai vật kim sắc cốt và khỏa yêu đan vào trong túi chữ vật. Lúc này phía Phong Hy cũng không có điều gì bất ngờ xảy ra, gã đã bị lục rực xương công phun hàn khí làm cho đóng băng thành một khối cự băng trong suốt. Hàn Lập đứng phía xa nhìn Phong Hy nhớ lại gã này năm xưa là đại địch mà hắn vô cùng ý kỵ, không khỏi lắc đầu cảm thán. Nhưng sau đó thần niệm của hắn chợt động, các khẩu phi kiếm đang phiêu phù ở phụ cận, lập tức hóa thành đạo đạo kim quang bay tới xoay quanh cự băng. Trong chớp mắt khối cự băng đã bị chảm thành 7-8 đoạn. Một đoàn yêu hồn lục sắc từ trong đống loạn thây, cuống quyết hiện ra, bộ dáng hoang mang rối loạn, nhắm đại một hướng mà chạy. Nhưng xui cho em nó, vội vàng thế nào lại nhắm thẳng mặt một con tứ xí ngô công mà bay đến. Con rết này không khách khí, há mồm nuốt ngay vào bụng. Thảm thương thay yêu hồn trở thành thức ăn của linh trùng. Túi chữ vật của hai yêu vật để lại được hàn lập không chút khách khí tóm lấy, mở ra xem xét một phen. Việc vui đến ngoài ý muốn của hắn, trong túi chữ vật của Phong Hy, có một khối thượng cổ ngọc giản dùng yêu văn ghi một số công pháp của yêu tu, ở đoạn cuối lại có nhắc đến long lân quả, nói rõ công hiệu chân chính của linh quả này cùng phương pháp cấy trồng linh thụ. Mà tối hậu có đề cập đến bí thuật nhổ trồng linh thụ cùng các điểm giống và khác nhau so với linh mộc, thật là hữu ích với Hàn Lập, khiến hắn vui mừng khôn xiết. Khi mở đến túi chữ vật của Kim Giao Vương, hắn cũng tìm được chỗ rất hứng thú với thối cối quyết, có thể làm cho thân thể của người hay yêu cứng cáp, tiến hành rèn luyện xương cốt giống như bồi luyện pháp bảo, đây là một pháp quyết kỳ dị khiến cho thân thể càng thêm mạnh mẽ chỉ đáng tiếc ở chỗ tu luyện pháp quyết này rất tốn thời gian mà hàn lập hiện giờ lại không rãnh hắn bèn tiện tay ném thối cốt quyết vào trong túi chữ vật sau đó hắn liền triệu hồi ngũ ma và đám linh trùng hóa thành một đạo thanh hồng phóng thẳng tới vùng phụ cận ngoài khơi long lân quả thần kỳ như thế đời nào hắn lại buông tha kết quả trong một động quật tại một tiểu đảo hoang vắng sau khi bài trừ một số cấm chế rốt cuộc hàn lập tìm được linh thụ vừa hay mục đích của phong hy đến đây lần này chính là để thu lấy linh thụ nên trong túi chữ vật của gã có chứa đầy đủ các loại tài liệu phục vụ cho việc này hàn lập cũng không chút khách khí bèn thông qua phương pháp đã ghi trong ngọc giản thu nhỏ linh thụ lại tạm thời bỏ vào trong túi chữ vật sau thời gian chừng ăn một bữa cơm một đạo thanh hồng phá không sau vài lần lấp lóe đã biến mất về phía chân trời hàn lập thông qua truyền thống trận trở lại thiên nam sự tình này cũng mất đến nửa năm hắn phong trần trở về vân mộng sơn mạch đột nhiên gọi nam cung uyển đang bế quan lữ lạc một số môn hạ đệ tử thân tín và các trưởng lão tụ tập lại hội họp, bí mật thương thảo điều gì? Ước chừng nửa ngày sau, mọi người mới giải tán. Sau buổi họp, thần sắc ai cũng mang vẻ ngưng trọng, tựa Hồ Hàn Lập vừa nói một đại sự với bọn họ. Sau đó không lâu, các môn hạ đệ tử của Lạc Vân Tông đều thấy đột nhiên Lạc Vân Tông bất kể phí tổn, tiến hành thu thập các linh dược, linh thảo, đồng thời các tầng lớp cao tầng trong tông không ngừng hội họp thương thảo điều gì. Sau đó không lâu, cả tu tiên giới ở Thiên Nam đều biết một tin tức vị đại trưởng lão của Lạc Vân Tông, Hàn Lập, trong một lần đi du lịch tình cờ chiếm được một bí thuật trợ giúp đột phá hóa thần bình cảnh. Nhưng bí thuật này có chút kỳ dị, phải nhờ vào một chỗ bí địa đặc thù mới có thể tu luyện được. Chính vì vậy, vị thiên nam đệ nhất tu sĩ này dự tính rời khỏi Lạc Vân Tông khoảng mấy trăm năm, tự mình sinh tử bế quan tu luyện. Trừ phi Lạc Vân Tông gặp phải đại sự sinh tử, nếu không vị trưởng lão này sẽ không dễ dàng rời khỏi bí địa. Tin tức này vừa đồn ra, nhất thời các tầng lớp cao tầng của các tông môn tâm ý sao động, có người hưng phấn, có người âm thầm cao hứng, cũng có người lo lắng thiên nam tu tiên giới lại phát sinh đại loạn một lần nữa. Nhưng đúng một năm sau, thật sự bóng dáng Hàn Lập biến mất ở Lạc Vân Tông. Cùng biến mất với hắn là Nam Cung Uyển, Mộ Phái Linh và vài đệ tử thân truyền. Liễu Ngọc vẫn lưu lại Lạc Vân Tông, mà Lạc Vân Tông cũng đình chỉ khuếch trương thanh thế, bắt đầu củng cố thế lực hiện tại. Các đại tông môn khác dù nhìn chằm chằm vào Lạc Vân Tông, nhưng với danh đầu quá lớn của Hàn Lập, cũng không dám có hành động gì khác. Một năm, mười năm, năm tháng trôi qua, thấm thoát đã trăm năm, cũng không có tin tức gì về vị thiên nam đệ nhất tu sĩ, mà vị này cũng không công khai lộ diện. Tại Lạc Vân Tông, Vân Mộng Sơn Mạch, thậm chí thiên nam, tên Hàn Lập dần dần bị quên lãng theo thời gian, rất ít được thường nhân nhắc tới. Lạc Vân Tông đại trưởng lão trở thành một nhân vật truyền thuyết. Mà vị trí đại trưởng lão cũng không có ai đảm nhiệm. Phải đến ngàn năm sau, Lạc Vân Tông mới tuyển ra một vị đại trưởng lão khác. Mà có cơ hội gần ngàn năm phát triển, nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong Lạc Vân Tông cũng thường xuyên xuất hiện, khiến cho tông này danh phù quả thật trở thành siêu cấp đại tông phái ở Thiên Nam, từ đó hưng thịnh thêm nhiều vạn năm nữa. Nhưng đây là chuyện về sau hãy nói. Chương 1253, tiến giai hóa thần kỳ. Chụy Ma cốc từ sau khi trải qua trận đại chiến với cổ ma cấm chế phía ngoại cốc dần dần biến mất. Trải qua nhiều năm, ngoại cốc đối với tu sĩ bình thường đã được mở rộng. Đa số tiến vào ngoại cốc là để tầm bảo, khiến cho các loại chân hy quáng tài, linh thảo, linh mục bị càn quét rất nhanh. Chỉ còn tại một góc cực kỳ bí ẩn trong cốc chưa bị người phát hiện, có lẽ vẫn còn chút gì đó nhưng phải xem vận khí tạo hóa của kẻ săn lùng. Chính vì vậy, các tu sĩ tầm bảo ngày càng thưa thớt. Bây giờ, ngoại cốc so với linh sơn linh địa bình thường cũng không khác nhau là mấy lâu lâu mới có vài tên tu sĩ thấp dài mò đến đây tìm vận khí. Nhưng lại nói, nội cốc thì hung danh lại càng hiển hách. Qua nhiều năm như vậy, cấm chế trong nội cốc không yếu bất tí nào, bên trong cũng tồn tại vô số khe nứt không gian như trước. Hơn nữa trong vòng hai ba trăm năm gần đây, không biết vì lý do gì, trong nội cốc phát sinh tràn ngập một cỗ bạch sắc mê vụ quái dị. Mặc dù mê vụ này không chủ động đả thương tu sĩ, nhưng bất luận kẻ nào tiến vào trong, lập tức đầu hoa mắt váng, thần thức mơ hồ, đi sâu thêm chút nữa sẽ hoàn toàn lạc mất phương hướng dị tượng này nhất thời oanh động cả thiên nam không ít tu sĩ phán đoán chắc là có dị bảo xuất thế trong cốc nên phát ra kỳ tượng giống như thiên triệu như vậy bất quá bảo vật dù tốt nhưng mạng nhỏ lại quan trọng hơn đại đa số cao giai tu sĩ đều trần trừ không dám liều lĩnh tiến vào trong nội cốc nhưng sau đó không lâu có vài nguyên anh tán tu không khống chế được tham niệm ỉ vào vài bảo vật có khả năng phá mê vụ liên thủ xông vào trong nội cốc kết quả mấy tên này bị khốn trong mê vụ nhiều năm, bảo vật trong tay hoàn toàn mất đi hiệu lực, chạy loạn cả lên, cuối cùng không biết may mắn thế nào mới chạy ra khỏi mê vụ nhưng mặt mày lấm lem đầy cho bụi. Sau đó lại có vài tên ỉ vào thần thông đặc thù lục tục tiến vào, nhưng hậu quả càng thêm thê thảm, phần thì trực tiếp bị táng thân trong khe nứt không gian ẩn trong mê vụ, phần thì bị giam hãm càng thêm lâu dài. Thậm chí có một vị bị giam đến năm sáu chục năm, nếu không nhờ thứ không thiếu bên trong nội cốc là linh khí, có thể về thời hấp thụ, bổ sung pháp lực, chỉ sợ đã không còn mạng mà rời khỏi đó rồi. Các sự việc này đều truyền ra bên ngoài, khiến các nguyên anh tu sĩ kinh hãi, không ai còn dám xem thường. Cứ vậy, nội cốc của trụy ma cốc lại một lần nữa trở thành cấm địa của Thiên Nam tu tiên giới, hiếm có ai dám bén mảng đến gần. Năm tháng dần trôi, giới tu sĩ Thiên Nam cũng dần quen với việc xuất hiện mê vụ trong nội cốc. Thậm chí các tu sĩ có quan niệm tân tiến, còn cho là mê vụ là do trời sinh. Không còn ai muốn truy cứu rõ ngọn nguồn nữa, nhưng cũng không ai biết Tại một sơn cốc kỳ bí bên trong nội cốc, tọa lạc một tòa tiểu động phủ, toàn thân đều dùng từ mỹ ngọc luyện chế mà thành, nằm phơi bày trong sơn cốc. Mà ở bên cạnh động phủ, có một tòa dược viên rộng hơn trăm trượng. Bên trong dược viên gieo trồng vô số kỳ hoa dị thảo khiến cho giới tu sĩ nếu biết được sẽ trở nên điên cuồng. Niên đại của linh dược, cái thì trăm năm, cái thì ngàn năm, tỏa ra hương thơm mê người. Ở phụ cận của sơn cốc, đã bị người thiết lập trọng trọng cấm chế huyền diệu cả nguyên anh tu sĩ nếu xa vào cũng khó mà dễ dàng thoát thân. Hôm nay, tại một tòa thanh thạch ốc ở giữa dược viên, trong thạch ốc trống rỗng, trừ một cái bồ đoàn cũng không có cái gì khác. Trên bồ đoàn có một gã tu sĩ đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích, cứ như một bức tượng gỗ vậy. Không biết qua bao nhiêu lâu, người này chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi thạch ốc. Vừa ra ngoài, dưới ánh dương quang rực rỡ, nhìn lại thấy mặt mũi của người này vô cùng quen thuộc, chính là chàng hàn lập của chúng ta, nhưng gương mặt hắn có chút đờ đẫn, không lộ ra chút biểu tình gì cả. Hàn lập đi tới một góc của dược viên, lấy tay móc một cái, lấy ra từ trong đất bùn một cái lục sắc tiểu bình, sau đó đi lại một góc khác của dược viên, dừng lại trước một gốc cây xanh biết dây leo um tùm, trích từ trong bình ra một giọt dịch thể nhỏ vào dây leo. Chỉ thấy dây leo nhanh chóng hấp thu giọt dịch này, hàn lập không chút do so dự quay người lại, đem chôn tiểu bình vào chỗ cũ, rồi thân hình lắc lư đi vào trong thạch ốc, tựa hồ muốn đả tỏa tiếp. Nhưng vào lúc này, hàn lập hốt nhiên dừng cước bộ, tay áo bảo phấp phới. Một kiện bạch quang chấp động từ trong hư không bắn ra, được hắn thu vào trong tay, cúi đầu xem xét. Chỉ thấy thanh sắc văn tự phù hiện không thôi, hình như có ai truyền tin tức cho hắn. Lập tức hàn lập bay lên không, hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi dược viên, chạy thẳng đến một vị trí bí ẩn trong sơn cốc. Quang mang tắt đi, hắn hạ thân hình xuống, phía dưới có một truyền tống trận cỡ nhỏ. Hàn lập đứng lẳng lặng kế bên không nói một lời. Một lát sau, truyền tống trận tự hành kích phát, trong linh quang chấp động, một đạo đạm thanh sắc nhân ảnh được truyền tống tới. Một bóng người bước ra, lại một Hàn Lập khác xuất hiện. Mấy năm nay thật là khổ cho ngươi, nếu không nhờ ngươi mỗi ngày đều đặn cấp phát linh dược đúng hạn, chỉ sợ ta vô phương tiến tới đỉnh phong hóa thần sơ kỳ trong một thời gian ngắn như vậy. Hàn Lập mới xuất hiện nhìn Hàn Lập lúc đầu, hốt nhiên cười một tiếng, nói: "Ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, còn phân biệt cái gì?" Hàn Lập thứ nhất, thần sắc bất động, nhàn nhạt nói: thì ra đây chính là đệ nhị nguyên anh đang điều khiển nhân hình khôi lỗi. Người xuất hiện lúc sau mới chân chính là Hàn Lập, hiện tại Hàn Lập đã rời Lạc Vân Tông được 300 năm. Năm xưa hắn mang theo Nam Cung Uyển rời khỏi Lạc Vân Tông, lại thông qua thượng cổ truyền tống trận, dẫn đám người Nam Cung Uyển đến Loạn Tinh Hải, dùng thần thông chiếm cứ một tòa linh mạch không tồi trên một tiểu đảo hẻo lánh. Sau khi ổn định an cư cho bọn Nam Cung Uyển, Hàn Lập quay lại trụy ma cốc ở Thiên Nam, mở ra không gian giới tử, tiến vào trong đó tu luyện nguyên tử thần quang. Trước khi tiến vào không gian giới tử, hắn xuất ra thiên cơ phủ, đem các đám linh trùng, linh thú gửi vào trong đó, còn xây một tòa dược viên, đem huyền thiên tiên đằng lấy từ tử mẫu phong và long lân linh thụ trồng vào trong dược viên. Cuối cùng hắn lưu lại nhân hình khôi lỗi, giao tiểu bình thần bí cho hắn, để hắn ở lại phụ trách chăm sóc dược viên. Mà hắn cũng chưa yên tâm, sợ có người sông cốc, phát hiện tung tích, liền tốn mất nửa năm thời gian, bố trí một cái siêu cự hình thượng cổ kỳ trận, có thể thả ra mê vụ làm nhiễu loạn thần thức, ngũ cảm của tu sĩ đem phân nửa địa phương nội cốc bao phủ bên trong hoàn thành xong hết thảy hàn lập bèn cấp cho đệ nhị nguyên anh vài mệnh lệnh rồi vào truyền tống trận đi vào không gian giới tử trước khi tu luyện hàn lập lấy khỏa yêu đan của kim giao vương dựa vào hướng dẫn của đồng tử dùng phương pháp đặc thù tế luyện một phen chuyển hóa thành đan linh căn hệ kim rồi mới an tâm bắt đầu tu luyện nguyên tử thần quang chính hàn lập và đồng tử cũng không ngờ hành động tưởng như vô ý này của bọn họ nhưng lại vừa khéo giải quyết điểm trí mạng thiếu hụt khi tu luyện nguyên từ thần quang cũng coi như hàn lập số lớn được phúc tinh chiếu mạng nếu không hắn sẽ lãng phí mất trăm năm mới phát hiện được nhược điểm này đến lúc đó muốn tu luyện lại cũng phải suy nghĩ có nên hay không nữa dù vậy quá trình mượn nguyên từ thần sơn tu luyện cũng không gặp thuận lợi lắm luyện mấy tầng đầu thì thuận lợi vô cùng thời gian cũng nhanh chóng nhưng khi đến các tầng cao hơn lại thường xuyên đụng phải bình cảnh có mấy lần thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma tổn thương nặng nề nguyên khí. Nếu không nhờ trong tay hắn có vô số linh dược, lại nhờ có tiểu bình làm tăng phúc cho linh dược, chỉ sợ bây giờ cảnh giới đã đại diệt. Thống khổ nhất là giai đoạn bản thân dung hợp ngũ hành chi lực và nguyên từ lực của nguyên từ sơn, phải mất đến thời gian 10 năm, căn bản vô phương rời khỏi nguyên từ sơn được nửa bước, nỗi khổ mà ngoại nhân căn bản không thể biết được. Nếu không phải Hàn Lập là người có tâm trí và nghị lực phi thường, thật sự là vô pháp tu luyện tiếp được. Cứ như vậy, hắn tu luyện trong không gian giới tử suốt 200 năm, rốt cuộc công pháp nguyên tử thần quang đại thành, hơn nữa luyện hóa hoàn toàn nguyên tử sơn, có thể thu nó vào trong cơ thể, sử dụng làm một kiện trí bảo. Từ đó mọi việc tiếp theo cũng trở nên thuận lợi hơn. Hàn lập đợi thời cơ thích hợp, ăn vào ma nguyên đan và nhiều loại linh dược khác, lại dùng cực phẩm linh thạch và năm chủng cực hàn chi diễm phụ trợ, rốt cuộc đột phá thành công lên hóa thần sơ kỳ, trở thành một hóa thần tu sĩ. Hóa thần đã thành, Hàn Lập liền có thể sơ bộ điều động thiên địa nguyên khí, hô phong hoán vũ, thần thông so với thần tiên do thế tục đồn đại, cũng không khác là bao, có thể nói một bước lên trời. Trong lòng vui vẻ, Hàn Lập lập tức rời khỏi trụy ma cốc, đi loạn tinh hải. Thấy Nam Cung Uyển và các môn hạ đệ tử vẫn bình yên vô sự. Thậm chí chúng môn nhân còn phát triển thành một thế lực không nhỏ ở loạn tinh hải, đã trực tiếp khống chế hơn 10 tòa đảo lớn nhỏ khác nhau ở phụ cận xung quanh. Đối với vấn đề này Hàn Lập không có ý kiến gì, mà đám môn hạ đệ tử cùng Nam Cung Uyển thấy Hàn Lập đã trở thành Hóa Thần tu sĩ, tự nhiên mừng rỡ khánh chúc một phen. Lúc này Nam Cung Uyển nhờ được Hàn Lập trợ giúp nhiều linh đan diệu dược, đã sớm tiến giai hậu kỳ, đang khổ tu tu luyện, tranh thủ đạt tới hậu kỳ đỉnh phong để có thể đột phá Hóa Thần. Mà Thạch Kiên nọ tư chất cũng hơn người, chỉ mất có vài trăm năm đã ngưng kết nguyên anh thành công. Hàn Lập thấy vậy rất là vui mừng, nhưng cũng xảy ra chuyện không hay, mộ phái linh sợ đến Kỳ Thọ Nguyên, nóng lòng đột phá bình cảnh nguyên anh trong lúc bế quan tâm cảnh lộ ra một tia sơ hở, liền bị tâm ma quấy phá, pháp lực phản phệ, ngã xuống mà chết. Hàn Lập nghe được tin tức này, liền sừng sốt, cảm thấy như mất mát điều gì. Khi mộ phái linh đột phá Nguyên Anh, Hàn Lập đã đưa cho nàng cửu khúc linh tham đan dược để phụ trợ, nhưng vẫn vô phương gắn kết Nguyên Anh, thật đúng là ý trời. Nhưng nàng trên danh nghĩa là thị thiếp của hắn, nên Hàn Lập tự mình đi tế mộ nàng một phen. Thời gian sau đó, Hàn Lập ở lại trên đảo hơn 10 năm với Nam Cung Uyển, sau đó mới rời đi, quay lại thiên nam tiếp tục tu luyện. Chương 1254, Ngũ Long Hải. Nhưng khi đi, Hàn Lập mang theo Thạch Kiên về Thiên Nam, rồi bảo gã đến cực Tây chi địa, đoạt lại vị trí giáo chủ Thiên Trúc giáo, cũng coi như kế thừa y bát của Đại Diễn Thần Quân. Thạch Kiên đã sớm được Hàn Lập nói cho biết về việc của Đại Diễn Thần Quân nên cũng không có ý kiến gì khác. Sau khi cùng Hàn Lập truyền tống đến Thiên Nam, Thạch Kiên liền bái biệt, tự mình đi đến cực Tây. Giờ phút này tu vi của hắn là Nguyên Anh, quản thiên trúc giáo, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy Hàn Lập cũng không lo lắng điều gì, mà khi trở lại trụy ma cốc, hắn lập tức tu luyện củng cố tu vi hóa thần kỳ. Nhờ có được bí thuật cấy trồng linh dược của Phong Hy, Hàn Lập bèn đem đám linh thực vốn không thể trồng được trong giới tử không gian lấy ra. Nhờ đó, vấn đề thiếu hụt nguyên liệu luyện chế dáng vân đan cuối cùng không còn bị hạn chế. Mặc dù dáng vân đan chỉ là đan dược dành cho nguyên anh kỳ nhưng dược tính của rất bá đạo, đối với cấp giai hóa thần vẫn có trợ lực không nhỏ. Như vậy, đối với các tu sĩ khác khi lên cấp hóa thần rất khó tiến triển tiếp nhưng do hàn lập được linh đan cung ứng vô hạn, lại tu luyện rất nhanh chóng. Trải qua hơn trăm năm khổ tu, hắn đã tu luyện đến đỉnh phong của sơ kỳ, đem thanh nguyên kiếm quyết tu luyện đến đại viên mãn. Đến lúc này, dùng dáng vân đan đã không còn hiệu quả, hơn nữa thiên địa nguyên khí ở nhân giới quá loãng và thưa thớt, thật khó có thể tiến giai lên hóa thần trung kỳ. Vì vậy Hàn Lập cũng không do dự nữa, liền xuất quan. Mà trong lúc bế quan tu luyện nguyên từ thần quang đột phá bình cảnh hóa thần, cũng thông qua vạn lý phủ liên lạc nhiều lần với hướng chi lễ cũng lão quái hóa thần ở Đại Tấn, đem tư liệu do Ngân Nguyệt lưu lại cho mình năm đó lộ ra cho họ một chút. Kết quả, bọn hướng chi lễ dựa theo tài liệu do Hàn Lập cung cấp, trải qua một phen khổ cực truy tìm, cuối cùng đã tìm ra vị trí không gian thiết điểm. Điều này khiến cho các lão quái vật quá đỗi vui mừng, mà đồng dạng Hàn Lập cũng vui không kém. Cuối cùng, sau thời gian chuẩn bị hơn trăm năm, hướng chi lễ, phong lão quái, hô lão quái liên thủ cùng tiến vào không gian tiết điểm. Nhưng chỉ không lâu, bổn mạng nguyên thần đăng của ba người lưu lại nhân giới, liền tắt mất hai đèn, chỉ còn đèn của hô lão quái vẫn sáng, nhưng là cực kỳ ảm đạm. Khoảng mấy ngày sau, đèn của hô lão quái cũng tắt ngúm. Cũng không biết lão mà đã phi thăng thành công lên linh giới nên nguyên thần ngăn cách khiến đèn tắt hay là đã tiêu đời trong không gian tiết điểm. Thông qua vạn lý phù, từ môn hạ đệ tử của ba người này, Hàn Lập cũng biết được tin tức này, trong lòng vô cùng buồn bực. Xem ra không gian tiết điểm nguy hiểm vượt xa hắn dự kiến, lấy thần thông của đám hướng chi lễ mà cơ hồ cũng toàn quân bị diệt. Điều này thật khiến cho hắn trong lòng vô cùng bất an. Xem ra điều Ngân Nguyệt nói năm xưa không chút nào khuyết đại, không gian tiết điểm quá nguy hiểm, thật sự là cửa tử nhất sanh. Cũng may hướng chi lễ còn thủ tín, để lại cho hắn vị trí không gian tiết điểm nên hắn không cần lo lắng sau này tìm kiếm làm chi hiện tại hắn vô phương tăng tiến tu vi nên cần sớm chuẩn bị trước khi tiến vào không gian thiết điểm dù sao thì chuẩn bị càng đầy đủ cơ hội vượt qua tiếp điểm càng cao chỉ là từ thông tin miêu tả qua vạn lý phù cũng thật khiến hắn lo lắng ngoài ra vị trí không gian thiết điểm không phải ở đại tấn cũng không ở thiên nam mà là tại một hải vực xa lạ mang tên ngũ long hải nơi này ngay cả ở đại tấn cũng hiếm có ai biết nhưng bọn hướng chi lễ nắm giữ địa điểm một tòa truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến hải vực này. Hàn Lập phải đi đến nơi này mới có thể thuận lợi truyền tống đến Ngũ Long Hải. Nhưng điều này hãy tính sau, trước hết, Hàn Lập tính đi đến loạn tinh hải một chuyến trước. Kế hoạch hoạch định như vậy, Hàn Lập bèn tiếp tục phân phó cho khôi lỗi canh giữ không gian giới tử, còn bản thân mình thì rời khỏi trụy ma cốc. Chấm, tại một nơi phong cảnh tú lệ trên một tiểu đảo, có vài nguyên anh tu sĩ đang tụ tập trong một thạch đình trên một tòa tiểu sơn, cả bọn đang mỉm cười hăng hái thảo luận điều gì đó. Bích tiên tử, nghe nói lần này ngươi luyện chế ra một lô hình hương đan, chính là thượng hảo đan dược tẩy tủy kinh, không biết tiểu lão nhi có xin được vài khỏa trăng. Một lão giả, dâu tóc bạc trắng, mặc áo bào màu cho rộng rộng, ngồi vuốt râu cười nói với nữ tử phía đối diện. Điền huynh lại nói đùa, ai chả biết đạo hữu tinh thông luyện đan thuật, như thế nào lại coi trọng hình hương đan của bích tiên tử. Trái lại nên để cho quân mỗ trao đổi đan dược này cho các môn hạ đệ tử thì hay hơn. Nữ tử kia chưa kịp trả lời, thì tên Lam Bảo Trung Niên Nho Sinh đã vội cười rộ rành nói trước. Triệu đạo hữu nói sai rồi, tuy lão phu tinh thông các loại đan dược, nhưng đối các đan dược tăng tiến tu vi pháp lực như hình hương đan lại không có luyện chế. Bây giờ có cơ hội này thì làm sao bỏ qua được. Lão giả không giận, ngược lại nheo mắt, cười, đáp lời. Hai vị đạo hữu cùng đừng nên tranh chấp, thiếp thân đến đây lần này cũng đã đem theo hơn nửa lô hình hương đan để trao đổi, nghĩ cũng đủ hai vị chia phần cũng hy vọng đồ vật trao đổi của hai vị không làm thiếp thân quá thất vọng. Vị lục bào nữ tử kia nhã nhận đáp lời, bộ dáng không giống đạo sĩ tu hành, cũng không giống khuê các thiếu nữ. Nhưng lão giả và nho sinh nghe nữ tử nói xong, không khỏi thầm thở dài nhẹ nhõm, mở miệng nói vài lời khách khí. Mấy tu sĩ ở chỗ này hiện đang tiến hành một tiểu đại hội trao đổi mua bán với nhau. Ngồi trong thạch đình này còn có hai người khác, vẫn ngồi im nãy giờ, hiện thấy sự tình như vậy không khỏi nhìn nhau cười trong đó có một gã đại hán sắc mặt vàng như táo chín, đột nhiên giơ tay quăng ra một kim sắc mộc hạp lên thạch bàn, sau đó hướng về phía lão giả, ngưng trọng nói. Đồ vật này là do mỗ và tôn đạo hữu hợp lực mới đắc thủ, muốn trao đổi hai khỏa hóa giao hoàn của hám huynh, chỉ có đan dược này mới giúp cho tật phong mãng của tại hạ tiến hóa thành giao long. Hóa giao hoàn, lần trao đổi trước, không phải lão phu đã nói rồi sao, đan dược này không đổi, bích linh xà của ta cũng cần hóa giao hoàn. Lão giả sắc mặt không hài lòng, liên tục lắc đầu. Hắc, hắc, hám huynh không cần trả lời nhanh như vậy, trước hết hãy xem thử đồ vật của tại hạ là cái gì rồi hãy nói sau. Hoàng diện tu sĩ họ phạm kia cười nhẹ một tiếng, lộ vẻ rất là tự tin. Trừ phi đạo hữu có tài liệu cỡ thanh linh, còn không thì dù đồ vật trong hộp này có chân quý đến đâu, lão phu cũng không đáp ứng. Lão giả động tâm, tuy mồm vẫn lại nhải từ chối không thôi, nhưng đã giơ tay thu mục hạp vào trong tay, trực tiếp mở nắp ra một khỏa lam sắc viên châu xuất hiện ở trong hộp, phát ra ánh sáng chói lọi. Nội đan lôi kình thú, lão giả thấy vật này liền la lên thất thanh, những người khác cũng cả kinh, không khỏi dòm qua. Hám huynh kiến thức sâu rộng, chỉ liếc mắt đã nhận ra. Cái này chính là yêu đan của con thú thất cấp lôi kình thú. Mặc dù chỉ là thất cấp, nhưng chư vị đồng đạo hẳn đã biết con thú này vô cùng quý hiếm. Ta và Tôn Huynh phải mất ba ngày ba đêm đuổi giết, cuối cùng mới đắc thủ. Dùng nó để trao đổi, không biết các đạo hữu thấy có được không? Phạm tu sĩ nói, lão giả từ lúc mở hộp ra đến giờ, nhìn khỏa viên châu không chấp mắt, hiển nhiên cực kỳ khát vọng, nhưng hóa giao hoàn thì cũng có chỗ đại hữu dụng của nó. Nhất thời lão cũng do dự không biết tính sao, lôi kình thú yêu đan đích xác không phải là vật tầm thường. Có thể để tại hạ xem qua một chút được không? Đang lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài thạch đình truyền đến một thanh nhàn nhạt của một nam tử, nghe rất xa lạ. Ai, tất cả mọi người đều cả kinh, nhìn ra ngoài. Không biết khi nào, chỉ thấy bên ngoài thạch đình xuất hiện một thanh bào nam tử, tuổi chỉ chừng hai mươi mấy, mặt mũi bình thường, nhưng hai mắt trong suốt dị thường. Các tu sĩ trong thạch đình không khỏi nhìn nhau, không ai biết người này, hơn nữa xung quanh thạch đình đã bố trí cấm chế, làm thế nào lại có người lạ xuất hiện, nhưng bọn họ không lập tức trở mặt giận dữ, nguyên nhân là sau khi xem qua, thì lại cảm thấy người này ngay cả một tia pháp lực cũng không có, cứ như một phàm nhân vậy. Nhưng phàm nhân sao lại tới được chỗ này, các hạ, phạm tu sĩ tựa hồ là chủ nhân ở đây sau khi do dự liền cẩn thận hỏi không có gì tại hạ chỉ muốn hỏi đường một chút mà thôi hy vọng các đạo hữu không lấy làm phiền lòng thanh niên ôm quyền thần sắc nhàn nhạt hắn tự nhiên chính là hàn lập từ đại tấn tới mà nơi cũng chính là hải vực ngũ long hải hàn lập đối với này cực kỳ xa lạ nên muốn hỏi thăm định mua một tấm hải đồ của khu vực này mà huyễn thuật cấm chế ở đây tuy bất phàm nhưng như thế nào lại giấu giếm được trước thần thông của minh thanh linh mục vì vậy hắn đang bay trên không trung liền thấy nhiều cao giai tu sĩ hội họp, bèn không khách khí hạ xuống. Hỏi Đường, Phạm tu sĩ ngẩn ra, có vẻ không tin, "Đạo hữu, nếu có hải đồ khu vực thì càng tốt." "A, à, miếng lôi kình thú yêu đan của ngươi nhìn có vẻ hoàn hảo, nhưng yêu lực bên trong đã bị phát tán, nếu đem đi phối dược cũng không có tác dụng." Hàn Lập căn bản không thèm để ý xem đối phương nghĩ gì, cứ thế liếc nhìn viên châu bên trong mộc hạp, mỉm cười bình phẩm. "Chuyện này thật sao?" Các hạ hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Lão giả nghe vậy trong lòng cả kinh, hỏi, mà Phạm Tu sĩ sắc mặt đại biến, lộ vẻ giận dữ. Tin hay không thì tùy, xem như tại hạ chỉ thuận miệng nói chơi, bất quá có vị đạo hiếu nào nguyện ý xuất ra hải đồ cấp cho tại hạ, đồng thời trả lời vài vấn đề thắc mắc của tại hạ thì tại hạ cũng tương tặng một khỏa Lôi Kình thú yêu đan. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhưng dùng để phối dược thì cũng đủ mặt bất động thanh sắc, Hàn Lập vừa nói vừa lật tay, một khỏa yêu đan ngoại hình tương tự hiện lên cũng làm quang trói mắt, nhưng vẻ nhìn hơn so với viên của phạm tu sĩ. Lần này, các tu sĩ ngũ Long Hải, lúc đầu là ngạc nhiên, về sau thì thần sắc khác nhau phát sinh. Kẻ thì mắt chắc không thôi, người thì lộ ra vẻ khó tin, tên thì gắt gao nhìn Hàn Lập chầm chầm như thể trên mặt Hàn Lập nở hoa vậy. Rốt cuộc lai lịch các hạ như thế nào? Cố ý đến đây trêu chọc chúng ta chăng? Phạm tu sĩ rời ánh mắt khỏi yêu đan trong tay Hàn Lập, bỗng nhiên nghiêm nghị quát lớn. chương 1255, Hải Vụ trêu chọc, chỉ vì khỏa lục cấp yêu đan này. Hàn lập trao mày, thần sắc lộ ra vẻ chế nhạo. Hừ, nếu là lục cấp yêu đan bình thường thì bọn ta cũng không thèm để ý nhưng đối với lôi kình thú yêu đan là ngoại lệ. Huống hồ khi các hạ vừa xuất hiện, liền bình phẩm yêu đan của Phạm Huynh, gây chia rẽ nội bộ. Một tên Thủy Trung nãy giờ chưa nói câu nào, là một lão giả mặt mũi âm lệ họ tôn, giờ phút này mới lạnh lùng mở miệng nói. Khi các ngươi giết lôi kình thú, bị trì hoãn không ít thời gian, vì vậy yêu lực bên trong yêu đan đã bị mất hơn phân nửa, đến khi lôi kình thú bị các người giết, yêu đan vô phương bổ sung yêu lực, làm sao phẩm chất còn hoàn hảo được. Xem ra hai vị còn chưa có kinh nghiệm giết yêu thú cao dai nên không biết loại kiên kỵ này. Hàn Lập cười hắc hắc, nói, nghe Hàn Lập nói như vậy, Phạm Tu Sĩ và Tôn Tu Sĩ không khỏi liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ do dự. Cứ xem như điều này là sự thật đi, nhưng làm thế nào các hạ có thể tiến vào được đây? nơi này rõ ràng đã được phạm đạo hữu dùng Nguyễn thuật cấm chế che đậy rồi rõ ràng các hạ cố ý nhắm tới bọn ta bạch tu lão giả đột nhiên cảnh giác truy vấn huyễn thuật cấm chế của các người ta còn không để vào trong mắt còn tại hạ là người mới đầu tiên tới đây làm sao biết chư vị mà nhắm tới hôm nay tâm tình hàn mộ rất tốt nên cái gì cũng giải thích các ngươi muốn hỏi thêm điều gì thì ta cũng không còn hứng thú trả lời điều kiện vừa rồi của ta có người nào muốn giao dịch ta cũng không rảnh mà ở lại chỗ này Hàn Lập nói xong, khuôn mặt đanh lại. Thấy khẩu khí Hàn Lập lớn như vậy, ngược lại khiến trong lòng các nguyên anh tu sĩ trong thạch đình phát lạnh. Đối phương thật thần bí, bọn họ cũng không dám cho rằng đối phương mạnh nghiệp, trong nhất thời tất cả đều sợ hãi, không ai dám mở miệng nói thêm câu nào. Nhưng nữ tử thanh tú mặc áo lục, sau khi chăm chú nhìn Hàn Lập hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu. Nghe khẩu khí của đạo hiếu, tựa hồ không phải là tu sĩ ở ngũ Long Hải, phải chăng đến từ Đại Tấn các hạ có biết hướng chi lễ tiền bối, ngươi biết hướng đạo hiếu, hàn lập ngẩn người, nhìn nàng này chăm chú, hai mắt nheo lại, có chút ngạc nhiên. Hướng tiền bối từng ở qua tiểu đảo của tiểu nữ một thời gian ngắn, đã từng chỉ điểm thiếp thân một số điều tu luyện, vãn bối cũng được lợi không nhỏ. Các hạ và hướng tiền bối ngang hàng, vậy cũng là tiền bối hóa thần kỳ. Lục y nữ tử nghe hàn lập nói như vậy, trong song mục lóe lên dị sắc, bỗng nhiên đứng dây, chỉnh đốn trang phục, thi lễ, thần thái trở nên cực kỳ cung kính hóa thần kỳ tu sĩ, nguyên các người còn lại còn đang an tọa, nghe vậy bèn sợ mất mật, nhao nhao đứng dậy. Phạm tu sĩ và tôn tu sĩ vừa nói ra lời bất thiện vừa rồi, trên mặt càng sợ hãi. Người đã nhận ra, nên ta cũng không muốn giấu giếm. Người gặp hướng đạo hữu khi nào? Hàn lập thấy hành động của mọi người như vậy cũng không thèm quan tâm, ngược lại nhướng mày hỏi nữ tử. Hơn 200 năm trước, vãn bối đã từng gặp qua hướng tiền bối, khi đó vãn bối còn chưa thành công ngưng kết nguyên anh, nếu không nhờ hướng tiền bối chỉ điểm bến mê, chỉ sợ giờ này vẫn còn đang dậm chân tại kết đan kỳ. Thanh tú nữ tử sắc mặt vui mừng, đáp lời. 200 năm trước, đúng là thời điểm bọn hướng chi lễ phát hiện không gian tiết điểm tại ngũ Long Hải, xem ra chuyện này cũng là sự thật. Tâm niệm hàn lập chuyển động, trong nháy mắt liền phán đoán nữ tử này nói thật, bèn chậm rãi nói. Người đã có quen biết với hướng đạo hiểu, tốt lắm. Bây giờ ngươi hãy cầm khỏa yêu đan này đi và đưa cho ta hải đồ ở đây. Nói vừa dứt lời, Hàn Lập giơ tay, khỏa yêu đan quý hiếm liền bay về phía lục y nữ tử. Trong lòng nữ tử vô cùng mừng rỡ, nàng nhấc bàn tay trắng nõn lên, thu yêu đan vào trong tay, không người đa tạ, sau đó móc từ trong túi chữ vật bên hông ra một khối ngọc giản, nhẹ nhàng bước tới dâng lên Hàn Lập. Hàn Lập tiếp lấy ngọc giản, thần niệm quét qua bên trong, so sánh với tin tức của hướng chi lễ đã từng lưu lại, trong giây lát đã tìm chuẩn xác vị trí của không gian tiết điểm. Vị trí này cũng không cách nơi này quá xa, khoảng chừng một tháng thời gian là tới hắn hài lòng gật đầu không sai hiện ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một khi lộ ra thân phận hóa thần tu sĩ trên người hàn lập hiển lộ uy thế khẩu khí ra vẻ chỉ đạo phân phó mà cũng đúng hắn hiện giờ đã ở cấp bậc đỉnh tồn tại ở nhân giới nếu không phải chăn trở vấn đề thọ nguyên căn bản ở nhân giới cũng không có điều gì khiến hắn phải e ngại tự nhiên lục y nữ tử vội vàng đáp ứng các người xung quanh chỉ thấy miệng hàn lập khẽ mấp máy nhưng không có chút thanh âm nào phát ra, mà đôi mắt đẹp của nữ tử, sóng mắt không ngừng lưu động. Dĩ nhiên cả hai đang truyền âm với nhau trao đổi các vấn đề. Sau khi trao đổi xong, Hàn Lập vẻ mặt đăm chiêu, sờ sờ cằm. Các tu sĩ xung quanh không dám cả thở mạnh, chỉ thành thật đứng im một chỗ, sợ quấy dày vị hóa thần tu sĩ, vạ lây đến bản thân. Hắc, hắc, Hàn Mộ đã có hải đồ, vậy cũng không ở lại đây nữa, các người tiếp tục đi. Sau khi nghĩ thông suốt điều gì, bỗng nhiên Hàn Lập cười lớn, giơ tay lên một phiến thanh quang lóe lên thân hình tại chỗ liền biến mất vô tung vô ảnh không ai nhìn ra được hàn lập rời khỏi nơi này bằng cách nào bất quá từ lúc hàn lập hiền lộ thân phận không gian như đeo đá căng thẳng bây giờ đám người phạm tu sĩ như chút được gánh nặng thở ra một hơi nhẹ nhõm ánh mắt mọi người đều dừng tại khỏa yêu đan trong tay nữ tử không khỏi lộ vẻ hâm mộ chỉ xuất ra một cái hải đồ tâm sự đôi câu là được ngay một khỏa lôi kình thú yêu đan vận khí nàng này thật quá tốt mà lục y nữ tử thấy ánh mắt của mọi người cũng không bối rối bỏ khỏa yêu đan vào túi chữ vật sau đó cười dài chư vị đạo hiếu hàn tiền bối đã đi rồi chúng ta cũng nên tiếp tục đi bích tiên tử chuyện trao đổi cũng không vội làm gì không nghĩ tới trước kia tiên tử còn kết giao với hóa thần tu sĩ thật là thất kính a Làm bảo nho sinh thở dài cười khổ nói năm xưa thiếp thân chỉ là một tên tu sĩ kết đan kỳ nào dám xưng cái gì kết giao chỉ là vị hướng tiền bối kia tiện tay chỉ điểm đôi điều mà thôi lục y nữ tử lắc đầu mỉm cười nói dù chỉ là tiện tay chỉ điểm nhưng cuối cùng cũng có quan hệ ít nhiều với một vị hóa thần tu sĩ là chuyện bao nhiêu người mơ ước mà không được bất quá ta cũng lấy làm kỳ quái như thế nào các cao giai bậc nhất của đại tấn đều chạy đến ngũ long hải của chúng ta chẳng lẽ tại bồn hải có đại sự gì phát sinh phạm tu sĩ lúc đầu là ra vẻ hâm mộ tiếp theo là cao mày có chút kinh nghi có thể đây là sự thật nhưng việc tu sĩ hóa thần tính toán nhúng tay vào, há là để đẳng cấp chúng ta tham gia được. Chỉ cần không cẩn thận, các lão nhân gia chỉ cần lật tay liền có thể nghiền nát chúng ta rồi. Tốt nhất là đừng nên võ đoán lung tung, vạn nhất để hóa thần tu sĩ nổi giận thì. Bạch tu lão giả cười hăng hắc, liền nhắc nhở, lời này vừa thốt ra, các người khác đều biến sắc, gật đầu xưng phải. Nhưng trong lòng mỗi người nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết. Trong lúc bọn tu sĩ Ngũ Long Hải đang âm thầm suy đoán, thì Hàn Lập đang hóa thành một đạo thanh hồng, ở ngoài khơi xa cách chỗ này hơn vạn lý. Thông qua lục y nữ tử, Hàn Lập đại khái nắm được tình hình hiện tại ở ngũ Long Hải. Ở đây không tồn tại hóa thần tu sĩ, cho nên mối e ngại nhất ở trong lòng cũng sớm tan đi, Hàn Lập liền chạy thẳng đến vị trí của không gian tiết điểm. Với tu vi hóa thần hiện tại của Hàn Lập, nếu toàn lực độn quang, độn tốc tự nhiên nhanh đến khó tin. Tuy nhiên nếu làm như vậy, có thể xúc động đến thiên địa nguyên khí, ảnh hưởng đến thọ nguyên cho nên Hàn Lập chỉ duy trì tốc độ bình thường, chấp nhận mất chút thời gian. Chấm chấm. Hơn một tháng sau, Hàn Lập bình yên vô sự đi đến một phiến hải vũ minh mang. Nhìn khí trắng mênh mông trước mắt, Hàn Lập nhướng mày, không chút do dự, không chế độn quang tiến nhập vào bên trong. Ước chừng phi hành độ nửa canh giờ, hốt nhiên Hàn Lập dừng độn quang, đứng lại. Chỉ thấy hắn đánh giá phổ cận xung quanh vài lần, lưỡng thủ khắp quyết, đồng thời trong miệng phát một chữ phá. Hai đạo kim hồ thô to, lóe lên, Bắn nhanh ra, đánh vào hư không, thanh âm oanh oanh, long, long truyền lại, hải vụ ở phụ cận liền vặn vẹo biến hóa, tán loạn biến mất, trong chớp mắt lộ ra một phiến địa phương trống trải rộng vài dặm. Ở phía dưới có thể mơ hồ thấy một tòa tiểu đảo, thấp thoáng vài kiến trúc ở trên đảo. Hàn Lập thấy vậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ, miệng thì thào: "Đám hướng lão quái thật không hư ngôn, có lưu lại đệ tử canh giữ không gian tiết điểm. Bất quá, nếu ta đến đây muộn cỡ 200 năm, nơi đây sẽ không có người." cũng không nhất định lắm, từ lúc Hàn Lập xuất hiện, từ tiểu đảo có ba đạo độn quang bay ra, hướng thẳng đến hắn, hình như đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thân sắc Hàn Lập bất động, hai tay chắp sau lưng, trôi nổi trên không trung chờ đợi. Độn quang chợt tắt, hiện ra ba tu sĩ, hai nam một nữ, đều là kết đan kỳ tu sĩ. Mà khi ba người này nhìn thấy Hàn Lập, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tiến lên thi lễ. Tham kiến Hàn tiền bối, vãn bối phụng mệnh hướng sư tổ chờ tiền bối đã lâu. Các ngươi là môn hạ của hướng đạo hiếu, trước kia từng gặp qua ta ư. Hàn lập thần sắc trở động, hỏi, bọn vãn bối đích thật là môn hạ của hướng sư tổ. Sư tổ có lưu lại bức họa của hàn tiền bối, nên mới nhận ra được tiền bối. Trong đó có một người cung kính nói, ân, mấy năm thật là cực khổ cho các ngươi, tự nhiên ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất quá sau này ta sẽ kêu môn hạ đệ tử đến thay thế các ngươi chấn thủ nơi này, để các ngươi không bị một đời giam lỏng tại đây. Hàn Lập gật đầu, trên mặt tươi cười. Ba tên nghe xong tin vui này, bèn thỉnh Hàn Lập xuống kiến trúc phía dưới, nhưng Hàn Lập lắc đầu, muốn xem trước không gian tiết điểm. Ba người này tự nhiên không dám cự tuyệt, lập tức đáp ứng, dẫn Hàn Lập đi về một phía của tiểu đảo. chương 1256, không gian tiết điểm. Phi hành được chừng hơn 10 dặm, cũng không cần ba người kia nói gì thêm, Hàn Lập đã dùng một cỗ thần niệm quét qua xung quanh, không phát hiện điều gì khác thường, liền tăng độn tốc lên một chút chỉ phi hành thêm trong chốc lát, cả bọn liền dừng lại. Hàn lập nhơ mắt, nhìn chăm chú một cự đại quang đoàn mù mịt trong không trung, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Chỉ thấy cự đại quang đoàn này hình tròn, đường kính hơn lý, mặc dù có chút mơ hồ ảm đạc, nhưng nếu cẩn thận nhìn thì thấy thâm sâu khôn lường, chậm rãi phát ra một vầng sáng chuyển động, khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị. Đây chính là không gian tiết điểm, mặc dù biết không sai, nhưng Hàn Lập vẫn hỏi, đúng vậy thưa tiền bối, sư tổ chính là đã tiến vào nơi này. Để duy trì sự ổn định, các vị sư tổ đã tổn hao không khí lực, bố trí một cái phong ấn đặc thù, tạm thời phong ấn nơi này. Như vậy chẳng những bảo trì được sự ổn định của không gian tiết điểm, đồng thời cũng hạ đến mức thấp nhất sự ba động của không gian. Ngoài ra còn che giấu không để cho các tu sĩ ngũ long hải chú ý. Một vị trung niên nữ tu đáp lời, nhưng khi nàng nhắc đến hướng chi lễ, thân sắc có vẻ buồn bã, dĩ nhiên ba người này đã biết bổn mạng nguyên thần đăng của ba vị hóa thần tu sĩ đã bị tắt. Thì ra là thế, hèn gì ta thấy không gian ba động ở đây sao lại yếu ớt như vậy. Hướng đạo hữu thật sự đã quá đa tâm rồi. Hàn lập nghe vậy, khẽ thở dài, tùy thời quan sát quang đoàn trong không chung, ánh mắt chấp động, nói. Nhưng ba tên tu sĩ này thấy vậy lại lộ vẻ hy vọng, ánh mắt trao đổi với nhau điều gì. Có chuyện này vãn bối nghĩ nên bẩm báo với tiền bối. Sau một lúc trần chờ, một nam tu sĩ hốt nhiên nói Chuyện gì? Hàn lập kinh ngạc, quay đầu nhìn gã này Là như vậy, ba người bọn vãn bối đã chấn thủ nơi đây hơn 200 năm Phát hiện dù cho có phong ấn của sư tổ Nhưng bắt đầu từ trăm năm trước tại cửa vào của không gian tiết điểm xuất hiện chấn động trong thời gian ngắn Hơn nữa càng về sau thì càng xuất hiện nhiều lần Xưa thì vài năm mới xuất hiện một lần Giờ thì mỗi năm một lần đều có Mà mỗi lần chấn động kéo dài hơn nửa tháng Tên nam tu sĩ kia thành thật bẩm báo Có chuyện như vậy sao? ý của ngươi là phong ấn này đã không thể duy trì cửa vào không gian tiết điểm. Hàn lập cả kinh biến sắc hỏi chỉ e là như vậy. dựa theo xu thế phát triển như vậy, chỉ độ khoảng trăm năm nữa không gian tiết điểm này cho dù không sụp đổ cũng sẽ vô cùng bất ổn định. chỉ sơ tiền bối sẽ không dễ dàng tiến vào trong những hướng sư tổ. một tên nam tu khác cung kính giải thích hơn trăm năm ngắn như vậy sao? thân sắc Hàn lập cực kỳ khó coi, bọn vãn bối chỉ suy đoán như vậy. Có lẽ bọn vãn bối đã quá đa tâm rồi, nữ tu sĩ vội vàng cười lành, nói, "Có phải suy đoán hay không, chỉ cần ở lại đây mấy năm ta hẳn cũng biết. Ta muốn xem xét cẩn thận chỗ này, trong một thời gian ngắn sẽ không rời đi." Hàn Lập đánh giá một hồi, chậm rãi nói, "Ba tên môn hạ của Hướng Chi Lễ, tự nhiên sẽ không phản đối trong miệng vội vàng vâng dạ." Hàn Lập khoát tay, ý bảo ba người về tiểu đảo trước, cứ để mình ở lại một mình là được. Một lát sau, phía dưới cự đại quang đoàn chỉ còn có mình hàn lập. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc âm tình bất định, hiển nhiên có chút lo lắng điều ba người kia vừa nói. Nếu đúng như lời nói, cửa vào chỉ có thể duy trì trong vòng trăm năm đổ lại, hắn nhất định trong khoảng thời gian này sẽ vào tiến vào. Nhưng thời gian chuẩn bị quá ngắn, vội vàng quá thì nguy cơ thất bại tăng gấp bội. Nhưng nếu không nắm thời cơ, cho dù hắn còn một ngàn năm thọ nguyên, chỉ sợ cũng chả còn cách nào khác để tiến vào linh giới. Nếu không đám hướng chi lễ, phong lão quái, như thế nào lại cực công khổ não tìm không gian tiết điểm, khi tìm được lại không chút do dự tiến vào. Mà phần tư liệu về tiết điểm hắn chưa giao cho bọn hướng chi lễ, cũng chỉ còn lại có ít ỏi vài điểm mà thôi. Hắn cũng không ôm hy vọng có thể tìm được thêm ở đó một tiết điểm không gian có thể sử dụng được. Hàn lập đứng trầm ngâm đánh giá lợi hại, hắn đứng ngẩn ngơ nhìn quang đoàn hơn nửa ngày, sau đó mới quay đầu độn quang bay đi. Sau khi tới tòa kiến trúc, Hàn lập liền chậm rãi hạ xuống. Ba tên tu sĩ đã sớm dọn sẵn cho Hàn Lập một tòa tiểu lâu sạch sẽ ưu tính để vị tiền bối này nghỉ ngơi. Hàn Lập vô cùng hài lòng với biểu hiện của ba người. Thủ hộ không gian tiết điểm dù không có công lao cũng là khổ lao, nên phát cho cả bọn ba kiện bảo vật và một số đan dược. Ba tên này tự nhiên cảm kích vạn phần. Sau đó, Hàn Lập dùng vạn lý phù trực tiếp liên lạc với Nam Cung Uyển ở Loạn Tinh Hải, phân phó kêu vài tên tu sĩ kết đan kỳ đáng tin tưởng đến đây, hơn nữa còn kêu Điền Cầm Nhi đến đây. Hiện tại trên phương diện tu luyện, do có đàn dược của Hàn Lập hỗ trợ, nên Điền Cầm Nhi còn rảnh thời gian để nghiên cứu về trận pháp, cấm chế, mà ở phương diện này nàng lại có thiên phú kinh người, có dư thời gian như vậy thành tựu nàng về mặt này không phải là chuyện đùa. Thậm chí có thể nói trận pháp chi đạo của nàng đã vượt xa Hàn Lập rất nhiều. Chuyến này Hàn Lập muốn vào không gian tiết điểm, chỉ sợ phải nhờ tài nghệ trận pháp của Điền Cầm Nhi hỗ trợ. Từ thời gian này về sau, cơ hồ mỗi ngày Hàn Lập đều đến quan sát cẩn thận quang đoàn, Chú ý các biến hóa tại cửa vào của không gian tiết điểm, sau đó quay lại đảo, khổ khổ suy nghĩ. Một năm sau, Điền Cầm Nhi mang theo bốn tu sĩ kết đan kỳ đã tới đảo. Lập tức Hàn Lập cho phép ba tên tu sĩ kia rời đảo, chính mình tiếp quản nơi này. Mặc dù Điền Cầm Nhi vẫn dừng tại kết đan hậu kỳ, nhưng Hàn Lập đã lưu lại cho nàng một lọ hồi dương thủy, nên vẫn còn cách xa đến kỳ đại nạn thọ nguyên. Sau này có ngưng kết được nguyên anh hay không phải xem tạo hóa của nàng. Điền Cầm Nhi vừa tới, lập tức Hàn Lập mang nàng đến không gian tiết điểm nghiên cứu biện pháp tăng cường lực lượng phong ấn để giúp cho hắn tranh thủ được một ít thời gian. đáng tiếc là tuy Điền Cầm Nhi về mặt tạo nghệ trận pháp đã đạt đến cảnh giới khó tin, nhưng khi đối mặt với không gian chi lực trong không gian tiết điểm, sau khi cực khổ suy nghĩ mấy tháng, chỉ có thể nghĩ ra được một phương pháp từ từ tăng cường phong ấn. Nhưng phương pháp này có hiệu quả hay không, nàng chỉ cũng nắm chắc được hai ba thành. Mặc dù tỷ lệ thành công không cao, nhưng trong lúc nhất thời. Hàn Lập cũng không còn biện pháp khác, bèn để kệ cho nàng tự thực hiện. Chỉ cần việc bố trí pháp trận này cần phải có tài liệu quý hiếm gì, với thần thông của Hàn Lập, chỉ rời khỏi vụ hải một chuyến, đi đến ngũ long hải liền đã thu thập đầy đủ. Cứ như vậy, bọn Hàn Lập đã ở được 5-6 năm. Trong thời gian này, lòng Hàn Lập càng thêm trầm trọng. Đích xác như bọn môn hạ hướng chi lễ nói, cứ hàng năm lại xuất hiện chấn động. Mà đặc biệt trong những năm gần này tần suất xuất hiện lại càng ngắn hơn, nửa năm một lần, bộ dáng ngày càng kịch liệt. Hàn Lập vừa mới tiến giai hóa thần kỳ đáng lẽ ra trong lòng rất là vui vẻ, nhưng với tình hình hiện tại như vậy, nỗi vui sướng không cánh mà bay mất sạch. Nhìn Điền Cầm Nhi lại một lần nữa bố trí một cái pháp trận cực kỳ phức tạp, gia tăng thêm một tầng phong ấn tại không gian tiết điểm, Hàn Lập bắt đầu xem xét lại có nên nhân cơ hội này đi mọi nơi trên nhân giới, sưu tầm các bí thuật và các bảo vật phòng hộ đặc thù, chuẩn bị hảo dụng khi tiến nhập vào không gian tiết điểm nhưng sau khi hắn dự tính khoảng mấy ngày nữa sẽ rời đi để thực hiện điều này, thì bên ngoài vụ hải đột nhiên chớp động linh quang, một đoàn ngân quang hiện lên, tùy thời hướng vụ hải bắn nhanh đến, trong chớp mắt đã đi đến biên cảnh của vụ hải. Quang mang tắt đi, liền hiện ra một nữ tử phong tư xinh đẹp, tuổi chừng 20, mắt phượng mày ngài, trong mắt linh quang sinh động, ẩn hiện ngân quang lưu động không thôi. Nàng đứng đánh giá vụ hải một lúc, sau đó lật tay, xuất ra một cái ngọc giản, thần niệm quét qua, ngọc dung lộ ra vẻ tươi cười bọn tiểu bối thiên ma tông nói không gian tiết điểm ở nơi này thật không sai. Nàng thi thao, dĩ nhiên cũng biết sự tồn tại của không gian tiết điểm. Sau đó nàng không chút do so dự, thân hình trượt động, lại hóa thành một đạo ngân quang phi độn. Hải vụ quay cuồng, nàng đã tiến nhập vào trong, không còn thấy tung tích. Nhưng vụ hải tiểu đảo hiện giờ đã khác với lúc Hàn Lập mới tiến vào. Đồng thời với việc bố trí phong ấn tại không gian tiết điểm, thì Điền Cầm Nhi cũng tỉ mỉ bố trí mấy pháp trận cấm chế cực kỳ huyền ảo ở phụ cận xung quanh tiểu đảo, uy lực chân chính có thể làm cho tu sĩ Nguyên Anh trong nhất thời cũng bị vây khốn. Kết quả, ngân y nữ tử không kịp đề phòng, vừa đến trên không trung của tiểu đảo, tự nhiên chui đầu vào các cấm chế này. Cấm chế bị phát động, không gian xung quanh bỗng nhiên hiện lên vô số lôi hỏa, nhất tề đổ ập xuống đầu nàng, sau đó là phong nhận, băng trùy dày đặc liên tiếp đi theo sau. Ngân y nữ tử cả kinh, nhưng liền hừ lạnh phả ra mùi đàn hương thơm ngát, độn quang chợt tắt, một tay nhấc lên, Nhất thời một cỗ bạch hàn phong mạnh mẽ từ trong người xuất ra, liền phóng lên cao, thể thích cuồng trướng, trong nháy mắt thổi quét ra bốn phía, hình thành ra một cỗ bạo phong vô cùng mạnh mẽ, thanh thế cực kỳ kinh người. Thanh âm ầm ầm vang lên mãnh liệt trên không trung, nơi nào bạo phong đi qua, đều cuốn tất cả công kích vào trong, sau đó nghiền nát bấy, căn bản không mảy may đụng đến sợi tóc của ngân y nữ tử. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho các kết đàn tu sĩ đang canh giữ đều phát hiện, cả bọn giật mình nhao nhao hóa thành độn quang hướng phía này bay lại. Nữ tử trong trong cụ phong, thấy có người bay ra khỏi đảo, giữa chán không khỏi hiện ra một tia sát khí. Ngọc thủ nhấc lên, ngón tay nhắm bốn tên tu sĩ kết đan đang bay lại, muốn bắn ra vật gì. Nhưng đúng vào lúc này, hốt nhiên bên tai nàng vang lên thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập. Phượng tiên tử hạ thủ lưu tình, mấy người kia chính là thủ hạ của Hàn Mố, cũng là phụng mệnh hành sự, hy vọng đạo hữu không trách tội. Là ngươi, ngân y nữ tử nghe xong, biến sắc, bàn tay đang dơ lên liền chậm rãi buông xuống chương 1257, kế hoạch liên thủ. Sao ngươi cũng có mặt ở đây, ngươi đã tiến giai hóa thần, tự nhiên ngân y nữ tử chính là băng hải chi chủ năm xưa, là thập cấp băng phượng hóa thành, lúc này sắc mặt thật khó coi. Phải biết rằng chính mắt nàng thấy Hàn Lập tiến cấp từ Nguyên Anh Trung Kỳ đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, nhưng chỉ trong vòng mấy trăm năm thời gian, đối phương lại tiến dai lên hóa thần kỳ, thật là tạo hóa ủng hộ quá đi. Dù sao ở nhân giới, Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ có lẽ hơn trăm người, nhưng số lượng hóa thần tu sĩ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi hắc hắc phượng tiên tử cũng đồng dạng tiến giai lên hóa thần đó sao mặc dù không biết đạo hữu vì sao biết đến nơi này nhưng khẳng định cũng vì không gian tiết điểm mà đến đã là như thế nếu không ngại thì hãy cùng hàn mỗ diện đàm đôi câu chuyện này chúng ta cũng không phải là không thể hợp tác một lần hàn lập khẽ cười truyền âm nói từ tốn cùng với lời nói vừa dứt cự phong đang quay cuồng cùng lôi hỏa băng phong liền tán loạn biến mất cấm chế xung quanh liền ngừng lại. Bốn tên kết đàn tu sĩ đang bay tới, tự nhiên cũng sớm được Hàn Lập truyền âm thông báo, biết nữ tử trước mắt là một hóa thần yêu tu, sắc mặt trắng bệch. Lập tức bọn chúng phân ra hai bên cung kính, tựa hồ bay đến đây là để nghiên đón ngân y nữ tử vậy. Băng phượng tiên tử trầm mặt, nhíu mày, nhưng cũng không thèm nhìn bọn này, hóa thành một đoàn ngân quang, hướng tiểu đảo đáp xuống. Mà bốn tên thủ hạ của Hàn Lập, khe khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức theo sát nữ tử, dẫn nàng đến một tòa lầu các trên đảo. Băng Phượng Tiên tử từ xa đã nhìn thấy một tên thanh niên, quần áo bay trong gió, đứng ngay lối vào, mặt đang mỉm cười. Còn không phải tên nhân loại tu sĩ mà nàng từng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thì còn là ai khác nữa? Hàn đạo hữu động tác thật nhanh a, à, đi trước một bước chiếm cứ nơi này rồi. Không gian tiết điểm ở nơi nào? Ngân Y nữ tử sắc mặt bất thiện, dừng tại nơi cách Hàn Lập khoảng 10 trượng, không khách khí hỏi thẳng. Hàn Lập cười trước khoát tay chặn bốn tu sĩ kết đan kỳ lại bốn tên này liền thức thời lập tức rút lui sau hắn mới từ từ trả lời đạo hữu đã đến đây bất tất nóng vội làm gì khôn gian tiết điểm cách nơi này không xa chờ chúng ta nói chuyện đôi câu tại hạ sẽ lập tức dẫn đạo hữu đi đến đó ngay đạo hữu thấy thế nào ta có cái gì hảo đàm với ngươi chẳng lẽ ngươi cho rằng khi tiến giai hóa thần có thể áp chế được ta gương mặt nữ tử băng lạnh nhưng trong lời nói có chút mất tự nhiên có vẻ sợ hãi một phần đối với Hàn Lập. Đạo hữu muốn tìm không gian tiết điểm, chắc cũng muốn đi đến linh giới. Mục đích giống như của Hàn Mỗ nên chúng ta hợp tác một lần. Hàn Lập thần sắc bất động, nói, hợp tác với nhân loại tu sĩ các ngươi, băng phương tiên tử khóe miệng nổi lên một tia chế diễu. Kết quả của bọn hướng chi lễ, hẳn tiên tử cũng đã biết, nếu không tiên tử cũng không xuất hiện ở nơi này. Đạo hữu có không gian thần thông thiên phú, có thể xé rách không gian, xuyên toa qua lại nay tiến vào không gian tiết điểm, thần thông đại hữu dụng đối với cách giới chi lực. Đạo hữu cũng thấy thần thông của tại hạ tuyệt không dưới đạo hữu. Hơn nữa, tại hạ mang trong người hai kiện thông thiên linh bảo, tuyệt sẽ không liên lụy đến tiên tử. Ta và ngươi liên thủ sẽ ổn thỏa hơn nhiều nếu chỉ có một người đơn thân độc mã. Tiên tử cũng đã thấy kết quả của bọn hướng chi lễ như thế nào rồi. Nghe nói xa lão yêu cũng tiến vào một không gian tiết điểm khác. Mặc dù lão không để lại bổn mạng nguyên thần đăng nên không biết kết quả thế nào nhưng không gian tiết điểm ở đó cuồng bạo hơn bên này nhiều kết quả chắc cũng không lạc quan cho lắm hàn lập không chút hoang mang khuyên bảo ngân y nữ tử nghe hàn lập nói xong mặt như băng xương phong mục lóe lên ngân mang lạnh lùng nói sau khi ta tiến giai lên hóa thần kỳ thọ nguyên liền tăng gấp bội ở lại nhân giới vạn năm cũng không việc gì hà tất phải vội vã phi thăng linh giới nên càng không cần phải hợp tác với người cái gì đúng nhưng khi đến kỳ hạn thọ nguyên thì tiên tử làm thế nào Chẳng lẽ tiên tử cho rằng không gian tiết điểm dễ tìm như vậy sao? Mà nó cũng không tồn tại lâu để chờ tiên tử đâu. Hàn lập sờ sờ cầm, mặt nửa cười nửa không, lời này có ý gì? Ngân y nữ tử nghe vậy, biến sắc, không có gì, ta chỉ muốn nói cho tiên tử biết, không gian tiết điểm ở đây, nhiều lắm là chống đỡ được trăm năm, sau đó sẽ sụp đổ biến mất. Phượng tiên tử nếu nắm chắc, có thể tìm vị trí không gian tiết điểm khác thích hợp hơn. Hàn mỗ không nói quá đâu, hàn lập cười hắc hắc, có chuyện như vậy sao? hay người định lừa phỉnh ta? Ngân Y nữ tử ngẩn người, vẻ mặt không tin, có đúng hay không? tự bản thân tiên tử bỏ chút thời gian quan sát không gian tiết điểm ở đây rồi sẽ biết. tại hạ cần phải rời khỏi đây một thời gian ngắn, sư tầm một chút biện pháp chống cự cách giới chi lực. tại hạ có một nữ đệ tử chấn thủ tại không gian tiết điểm, đạo hữu có chuyện gì cứ phân phó là được. đương nhiên trong lúc rãnh tội, đạo hữu có thể tùy ý chỉ điểm nó đôi điều. hàn mỗ thay mặt tiểu đồ đa tả trước. Hàn Lập cũng không chấp nhất, cũng không khuyên thêm điều gì, ngược lại chuyển đề tài nói. Ngươi muốn rời khỏi đây, xem ra ngươi thật sự tính toán muốn tiến vào không gian tiết điểm. Coi như ngươi thành tâm, ta sẽ lưu lại đây một thời gian ngắn. Chỉ cần ngươi nói láo, ta sẽ quay đầu đi liền. Băng phượng tiên tử nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng đứng cân nhắc hồi lâu, bèn miễn cưỡng gật đầu, không cự tuyệt kế hoạch liên thủ của Hàn Lập. Tự nhiên trong lòng Hàn Lập rất vui, lúc này hắn giơ tay, một đạo hỏa quang phá không bắn ra, lóe lên biến mất vào không trung. Đó là một cái truyền âm phù, hắn thong dong cùng băng phượng hàn huyên, nhưng nàng này tựa hồ là loại không thích nói chuyện, chỉ nhàn nhạt ứng phó vài câu, sau cũng không nói nữa. Hàn lập không thèm để ý, nhưng cũng thức thời im miệng không nói chuyện nữa. Sau đó một lúc, một đạo bạch quang phá không bay tới, xoay một cái, hạ xuống bên cạnh hai người, hiện ra một nữ tử dáng người thon thả, diện mục như họa, chính là Điền Cầm Nhi. Tham kiến sư phụ, Điền Cầm Nhi cung kính thi lễ với Hàn Lập, sau đó thúc thủ đứng ra một bên. Đây là thân truyền đệ tử của ngươi, là Long Ngâm Chi Thể. Băng Phượng quét mắt nhìn Điền Cầm Nhi, thần sắc chợt động, mắt lộ dị quang. Đạo hữu kiến thức sâu rộng, tiểu đồ thân là nữ tử, sinh ra lại có hề chất này. Thật là thị họa phi phúc, tại hạ nghe nói băng phượng nhất tộc luyện bản mệnh hàn nguyên vô cùng kỳ diệu, có thể dịch kinh tẩy tủy, bình hành âm dương chi đạo, thần hiệu vô cùng. Không biết đạo hữu ban cho tiểu đồ vài giọt, để có thể thoát khỏi bó buộc, hoàn thành đại đạo được chăng? Hàn Lập mỉm cười, bỗng nhiên nói như vậy, chuyện long ngâm chi thể của Điền Cầm Nhi, mặc dù hắn chưa từng nhắc qua, nhưng đã từng tốn không ít thời gian tìm hiểu các loại điển tịch, mới tìm ra phương pháp duy nhất này để vượt qua hạn chế của thể chất này. Bây giờ có cơ hội này, hắn tự nhiên vô tình mà hữu ý chỉ điểm cho đồ đệ yêu biết được điều này. Hừ, vài giọt, Hàn Đạo hữu dẫn chăng? bản mệnh hàn nguyên chân quý như thế nào sao có thể tùy tiện ban cho một nhân loại đợi khi tâm tình ta tốt hãng nói sau băng phượng tiên tử trả lời không chút khách khí cái này tất nhiên rồi cầm nhi người nghe tiên tử nói rồi đó phượng đạo hiếu sẽ ở lại nơi này một thời gian ngắn người nhất định phải nghe phân phó cho thật tốt đó nghe chưa hàn lập vẫn không giận dữ ngược lại cười ha ha nói một cách thầm ý sâu sắc với điền cầm nhi điền cầm nhi đứng bên cạnh vừa nghe được có cách giúp mình vượt qua được long ngâm chi thể hai mắt sáng lên, lại được Hàn Lập thức tỉnh, tự nhiên liên thanh vâng dạ. Ngân y nữ tử liếc mắt nhìn Hàn Lập, nhưng không tức giận, mà cũng không nói gì thêm. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn, Hàn Lập tự mình dẫn băng phượng đi xem không gian tiết điểm. Sau đó hắn ở lại đảo khoảng nửa tháng, thấy được ngân y nữ tử đối với Điền Cầm Nhi cũng không có bài xích, mới an tâm lặng lẽ rời tiểu đảo, hóa thành một đạo thanh hồng bay xa bách vạn dặm. Hàn đạo hiếu, người thật sự tính cùng đầu băng phượng này liên thủ tiến vào không gian tiết điểm. Từ trong ống tay áo của Hàn Lập bay ra một đoàn thanh quang, bao xung quanh một cái tiểu đỉnh, xoay quanh một cái, trôi nổi trước hắn, huyễn hóa thành một hư ảnh của một đồng tử. Hàn Lập hơi kinh ngạc nhìn đồng tử, trong mấy năm nay, trừ khi nói chuyện với hắn về một số tài liệu và đan dược, thì đồng tử rất ít hiện diện, nhưng bây giờ lại đột ngột hiện ra hỏi vấn đề này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng là ta muốn liên thủ với nàng, không gian thần thông thiên phú của nàng rất hữu dụng khi tiến vào không gian thiết điểm hàn lập thản nhiên nói điều này cũng đúng mặc dù băng phượng không phải là chân chính huyết mạch của thiên phượng nhưng lại kế thừa một chút không gian thần thông thiên phú có nàng trợ giúp tiến vào không gian tiết điểm sẽ an toàn hơn một chút bất quá trước khi rời nhân giới nên trang giải trừ hạn chế cho tại hạ bài trừ thiên đỉnh khống chế đối với lão phu chẳng lẽ đạo hữu lại quên chuyện này đồng tử gật đầu đồng ý sau đó chuyển đề tài tự nhiên ta không quên nhưng thiên lan đạo hữu này ta đã giao cho ngươi các tàn trang của Kim Khuyết Ngọc Thư đã nhiều năm như vậy, phải chăng ngươi cũng nên cấp cho ta một cái công đạo? Hàn lập thần sắc như thường, hỏi ngược lại vấn đề Kim Khuyết Ngọc Thư. Tàn trang Sơn phù trù, xác thực ta đã tìm hiểu ra một bộ phận của chi đạo, nhưng có chính xác hay không ta cũng không dám cam đoan, hơn nữa cũng không có cách biểu thị ở nhân giới. Dù sao tiên gia phù lên này, ở nhân giới thiên địa nguyên khí loãng như vậy, thi triển chưa chắc thành công, người thi pháp có thể bị liên lụy. Ngươi xác định muốn ta tìm hiểu bộ phận của vật này hay sao? Đồng tử nhướng mày, từ chối cho ý kiến, nói. Tự nhiên muốn, hơn nữa hàn Mẫu dự tính sẽ thu hồi lại kim khuyết ngọc thư. Nếu có thể tới được linh giới sẽ tìm hiểu một phen. Hàn lập nhàn nhạt trả lời. Đã như vậy, hàn đạo hiếu. Hãy tiếp lấy, đồng tử cũng không trần chờ, dẫm chân vào tiểu đỉnh bên dưới một cái, tiểu đỉnh liền chuyển động, lộ ra một khe hở. Phốc, hai cỗ linh quang một vàng một lục từ trong đỉnh bay ra được Hàn Lập nắm trong tay. Đó là một cái kim sắc mộc hạp và một khối ngọc giản xanh biếc. chương 1258, Thao túng thiên hạ. Mộc hạp mở ra, bên trong rõ ràng là một tàn khuyết ngọc bài, mà Hàn Lập cũng quét thần niệm qua khối ngọc giản, mặc dù hắn chưa thể quán thông nội dung bên trong nhưng vẫn xác định không phải là đồ giả. Hàn Lập thu hai vật này lại, hướng đồng tử cười nói. Đạo hữu đã như vậy, tại hạn cũng không thất hứa, lập tức dùng bí thuật từ từ cắt đứt mối liên hệ nguyên thần của Đạo Hữu với hư thiên đình. Nhưng quá trình này phải tốn thời gian khoảng hơn 10 năm, Đạo Hữu đừng quá nóng lòng. Cái này, tự nhiên, lão phu chỉ cần Đạo Hữu trước khi đi đến linh giới, khôi phục trọn vẹn tự do cho lão phu. Đồng tử tựa hồ cũng rất vừa lòng với hứa hẹn của Hàn Lập, nói xong, thân hình nhoáng lên, hư ảnh liền tán loạn biến mất. Hàn Lập hơi trầm ngâm, sau đó hé miệng phún ra một khẩu thanh hà tới tiểu đỉnh. Hào quang lóe lên, tiểu đỉnh liền thu nhỏ lại bay vào trong miệng của Hàn Lập. Cơ hồ cùng lúc, Nguyên Anh trong cơ thể đang đả tọa bỗng mở mắt, bàn tay nhỏ bé dơ lên. Thanh sắc tiểu đỉnh quỷ dị hiện lên trước mặt, lập tức Nguyên Anh hướng tiểu đỉnh, lưỡng thủ khắp quyết, từ trong thân thể bay ra một cỗ thanh huỳnh linh quang, đem tiểu đỉnh và Nguyên Anh bao lại, chỉ thấy mông mông lung lung, không cách nào nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Lúc này thần sắc Hàn Lập như thường, độn tốc nhanh hơn vài phần, trong nháy mắt biến mất về phía chân trời. Sau đó không lâu, Tại các tu tiên chi địa của nhân giới, bắt đầu xuất hiện một gã tu sĩ chuyên môn thu thập các bí thuật và bảo vật hiếm có. Mà các thứ này đều liên quan đến không gian thần thông, có năng lực phòng hộ rất mạnh. Chỉ là tên tu sĩ thần bí này nhãn giới cực cao, nơi có thể được hắn coi trọng ra tay cũng không có mấy. Thêm vào đó hành động thì vô cùng lưu loát, sạch sẽ, thân hình mặt mũi khi xuất hiện thì cũng khác nhau. Hoặc là cường hoành mua bằng được, còn không thì lặng lẽ bài trừ cấm chế cầm đi luôn, căn bản vô phương truy tìm các tu sĩ chỉ thấy người thân thông sâu khôn lường, cả nguyên anh tu sĩ cũng chỉ giống như một đứa bé khi đối mặt, không hề có sức phản kháng mảy may. Nhưng cũng may là vị tu sĩ này chỉ lấy bảo vật, cùng lắm là chỉ đánh trọng thương đối thủ chứ không giết. Cho nên các tông môn, thế lực bị mất pháp quyết và bảo vật chỉ biết tiếc hận, nhưng lại hãi sợ thần thông kinh người của đối phương, nên cũng không dám tuyên bố điều tra truy nã điều gì. Cũng chỉ còn biết than vắn thở dài, các tu sĩ bình thường tự nhiên không biết vị tu sĩ này là ai. Cứ như vậy, từng năm từng năm, thời gian cứ trôi qua. 70 năm sau, một ngày, tại thiên sa đại lục, trên đỉnh một tòa vô danh cao sơn, có một tên thần bí tu sĩ đang phiêu phù trên không trung hung hăng chừng mắt nhìn hai lão giả đang đứng ngẩn người ra. Người này tóc chia ba búi, là một trung niên nho sinh mặc một trường bào đen như mực. Còn hai lão giả kia, một là Nguyên Anh Sơ Kỳ, một là Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng xem như là cấp bậc đỉnh tồn tại ở thiên sa đại lục. Mặc kệ các hạ là ai, nhưng nếu thức thời thì hãy giao kim thước hoàn đánh cắp ngay ra đây. Các hạ có năng lực xâm nhập bổn tông trọng địa đánh cắp bảo vật, chắc hẳn cũng phải là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, sao lại làm ra cái chuyện mất hết thân phận này. Một tên lão giả mặt mũi âm lệ, có đôi mày rậm, nói. Độn tốc của đối phương cũng không quá nhanh nên sau một phen truy đuổi đã bị hai người bọn bỏ bắt kịp. Tuy nhiên xung quanh đối phương có mê vụ che lấp nên vô phương nhìn thấu bộ dáng của đối phương hai tên tu sĩ này cũng thấy kỳ quái cho nên cũng không lập tức động thủ mà cẩn thận dò xét đối phương nhật quang tại thần bí tu sĩ chấp động một cái một vật từ trong bắn nhanh ra bay về phía lão giả vừa nói lão giả ngẩn ra nhưng theo bản năng đơn thủ chào một cái nhiếp vật này vào trong tay đây là một cái túi chữ vật kim thước hoàn đối với ta có điểm hữu dụng trong túi có một số linh thạch coi như ta mua bảo vật này thần bí tu sĩ nói thanh âm hơi khàn khàn thúi lắm kim thước hoàn chính là chi bảo của bổn tông dù có nhiều linh thạch hơn cũng không bán trước là lão giả kinh ngạc nhìn thấy số linh thạch sau thì nghe nói như vậy mặt không khỏi tím lại giận dữ như vậy thì tại hạ cũng không còn cách nào khác bảo vật này ta cũng không thể trả lại thần bí tu sĩ nhàn nhạt nói hừ ngươi lưu lại cái tiểu mạng đi tên lão giả kia có đôi mắt ưng hốt nhiên âm trầm nói trong miệng phún ra một đạo hồng quang nhoáng lên bắn tới đỉnh đầu của thần bí tu sĩ thấy đối phương căn bản không muốn giao trả, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã xuất thủ không chút lưu tình. Nhưng một màn khó tin xuất hiện, vị thần bí tu sĩ phía đối diện còn chưa thèm sử dụng bảo vật gì, chỉ giơ tay, một cỗ hôi sắc hà quang tùy thời hướng về phía trước cuộn tới. Hồng mang bị hôi quang quét qua, lập tức linh quang chấn động tán loạn, hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một khẩu xích hồng tiểu kiếm, hàn quang chấp động. Giờ phú này, xích hồng tiểu kiếm trong hôi sắc hà quang, quay tròn chuyển động không ngừng, tựa hồ bị mất đi sự khống chế ưng nhãn lão giả vừa phóng ra tiểu kiếm này liền kinh sợ lúc này thần niệm của lão đã mất đi sự liên lạc với tiểu kiếm mà lão giả đứng bên cạnh cùng nhìn không ra nhưng không lưỡng lự quát to một tiếng tay áo rung lên một khối kim thang hình vuông được tế xuất ra vật này vừa xuất hiện liền hình thể cuồng trướng hóa thành một kim sắc cự chuyên cỡ mấy trượng giống như một tòa núi nhỏ hung hăng ép xuống thần bí tu sĩ phía dưới khẽ kinh ngạc hô lên một tiếng lông mày nhướng lên tay kia lập tức hướng qua đầu, vẽ một cái. Phốc, một cỗ thô đại hôi sắc hà quang cuộn đến, vừa lúc ngăn cản kim chuyên. Kết quả linh quang bên ngoài kim chuyên tán loạn, hình thể liền thu nhỏ lại, mất đi sự khống chế, quay cuồng không ngừng. Thần bí tu sĩ lại đưa tay nhiếp một cái, kim chuyên và hồng sắc tiểu kiếm trên không trung liền rơi thẳng vào trong tay. Ưng nhãn lão giả trong lúc khẩn cấp, không kịp suy nghĩ, liền trào một cái về phía thần bí tu sĩ. Nhất thời, một bạch sắc đại thủ hiện lên, năm ngón tay hợp lại thành một cự đại thủ trưởng hung hăng chụp vào hàn lập định một kích diệt sát nhưng thần bí tu sĩ búng ngón tay một cái kim quang chợt lóe một đạo kim huỳnh kiếm khí chảm qua đã cắt bạch sắc đại thủ thành hai nửa bạch quang liền tiêu thất đôi mắt của ưng nhãn lão giả liền trắng bạch lúc này thần bí tu sĩ điềm nhiên cầm hai kiện bảo vật trong tay đứng trong không trung nhìn hai người lạnh lùng nói nếu tính cả hai bảo vật này hai vị đạo hữu có nguyện trao đổi tâm tình của hai tên này liền trầm xuống Bọn chúng thật sự không thể tin được đối phương chỉ đơn thân độc mã đối mặt, đã thu đi các bảo vật, đánh tan tất cả bí thuật. Thần thông của Hôi Sắc Hà Quang kia sao lại có uy năng nghịch thiên như vậy? Trong lúc nhất thời cả hai không dám vọng động, thấy vậy, thần bí tu sĩ cười hăng hắc, ném trả lại hai bảo vật, thân hình lóe lên linh quang, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi mất. Hai tên lão giả ngẩn ra, vội vàng khắp quyết thu lại bảo vật của mình, sau đó nhìn độn quang ở phía xa, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sư huynh Chúng ta có nên truy theo nữa không? Sau một lúc lâu, lão giả có đôi mày rậm trần trừ hỏi. Đuổi ư, lấy cái gì đuổi theo đây? Rõ ràng đối phương đã hạ thủ lưu tình, ta không muốn khiêu khích khiến đối phương động sát tâm. Ưng ừ nhãn lão giả bất đắc dĩ nói. Chỉ là trí bảo kim thước hoàn của bổn môn bị mất như vậy, chúng ta thật khó xử thông báo cho nội môn biết. Lão giả mày rậm có vài phần không cam lòng nói. Khó xử cái gì, ai bảo thần thông huynh đệ ta không bằng người, nguyên bổn. Kim thước hoàn cũng không phải là vật của bổn môn, mà là do tổ sư đoạt được từ môn phái khác. Hiện tại bị người khác cướp đi cũng đành coi như không may. Chúng ta trở về thôi, ta và người còn sống vẫn hữu dụng hơn, để mà chống đỡ cả tông môn. Ưng nhãn lão giả cười khổ, hóa thành một đạo hồng quang bay về. Lão giả mày dậm đứng run sợ hồi lâu, sau thở dài một tiếng, đồng dạng hóa thành một đạo độn quang đi theo. Tại một nơi rất xa, trên không trung, thần bí tu sĩ sau khi phi độn được mấy vạn lý, đột nhiên dừng lại. Trong độn quang phát ra tiếng rát băng, thân hình người này liền cao thêm một tấc, đồng thời thanh sắc linh quang lưu chuyển không ngừng, mơ hồ hiện ra một gương mặt một thanh niên vô cùng bình thường. Chính là Hàn Lập, lúc này tay áo hắn rung lên, một kiện viên hoàn ánh vàng rực rỡ xuất hiện trong tay, thân hình rung lên, liền vô số huyễn ảnh phù hiện, cực kỳ thần diệu. Về mặt phòng hộ, bảo vật này có thể liệt vào một trong ba hạng đầu trong các bảo vật ta đã chiếm được trong năm gần đây. Hàn Lập tươi cười, cực kỳ hài lòng, lẩm bẩm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Hàn Đạo Hữu cũng nên trở về, vạn nhất không gian tiết điểm sụp đổ, Đạo Hữu sẽ hối hận không kịp đấy. Thanh âm đồng tử truyền ra nhắc nhở, điều này không chờ Đạo Hữu nhắc, ta cũng đã chuẩn bị quay về. Trong những năm gần đây, mặc dù chiếm được một số bí thuật và bảo vật nhưng cũng trừ 4 năm kiện ra, còn lại hầu hết đều khiến ta không hài lòng. Đại bộ phận có danh khí không nhỏ nhưng đều hữu danh vô thực cả phỏng đoán khi tiến vào trong không gian tiết điểm căn bản sẽ không chịu nổi áp lực hàn lập trầm mặt trầm giọng nói cũng không thể nói như vậy trong tay ngươi có bát linh xích và hư thiên bình cổ bảo bình thường ở nhân giới căn bản ngươi không để vào trong mắt những bảo vật cùng bí thuật này có vẫn còn hơn không huống hồ trong những năm gần đây ngươi chạy ngược chạy xuôi phải chăng cũng đã lĩnh ngộ mộ một hai phần kim khuyết ngọc thư mấy thứ này không chừng sẽ có lúc cứu được cái mạng nhỏ của ngươi đồng tử thản nhiên nói nhưng thiên lan thánh thú không biết rằng thu hoạch lớn nhất của hàn lập trong mấy năm nay không phải là bảo vật bí thuật cũng chẳng phải là tham mộ được kim khuyết ngọc thư gì đó mà là